sự hiện diện của Ngài đã làm cho chúng con rất là xúc động, và chúng con luôn niệm ơn Hòa Thượng. Hòa Thượng là một bậc cao đức, không có vì cái bệnh duyên cản trở Ngài, và Ngài đã có mặt ở đây để hộ niệm cho chúng con. Thật là một tình thương của một bậc thầy cao cả đối với hàng hậu học. Con xin thành kính hướng về thánh lễ Hòa Thượng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý cụ, quý bác, quý anh chị, quý cô chú và toàn thể đại chúng. Hôm nay là tối thứ tư, ngày 18 tháng 10 năm 2017. Đầy đủ duyên lành chúng ta được gặp nhau tại thành phố Oakland, tiểu bang California thuộc miền Bắc Cali, Hoa Kỳ. Và lời đầu tiên, Pháp Hòa xin kính gửi đến tất cả quý vị lời vấn an sức khỏe, và kính nguyện tất cả quý vị luôn được an lành. Tối hôm nay đại chúng có khỏe không? Yeah. Xin lỗi đại chúng là Pháp Hòa hay cảm xúc khi mà nói đến những cái ân tình của những bậc thầy tổ hay của những người thân thương của mình, như là cha mẹ, anh em, bạn bè. Vì trong Pháp Hòa luôn luôn sống bằng một cái tâm niệm là nhớ ơn. Lúc nào trong lòng mình cũng nhớ ơn rất nhiều. Nhớ ơn đến những người thầy của mình, những người thầy trực tiếp dạy, những người thầy gián tiếp. Nhớ ơn những bậc trưởng thượng như quý cụ, quý bác, quý cô, chú, quý anh chị. Lúc nào Pháp Hòa đi đâu cũng được gặp quý bác lớn tuổi, và quý bác rất là thương. Giống như bữa thứ hai được gặp một ông cụ 96 tuổi, chống cây gậy mà nhất định phải lên chụp cho được một tấm hình cho Pháp Hòa. Và lúc đó trong lòng mình thương cụ giống như là ông nội mình, ông ngoại mình vậy. Và khi mà đi đâu mà gặp quý bác á, thì trong lòng Pháp Hòa luôn thương và nghĩ rằng đây là những bậc ông bà của mình. Có những bác làm từng cái chai nước, làm từng cái bánh đem cho và dặn ăn. Như ngày hôm qua có một bác Phật tử nói với Pháp Hòa là sáng nay con lên bàn Phật, con lại Phật, con xin mấy cái trái lựu xuống con xây nước cho thầy uống, và con nguyện Phật cho thầy uống nước này vô thầy mạnh khỏe để thầy đi giảng pháp. Chỉ bao nhiêu đó thôi thì tự nhiên trong lòng mình rất là xúc động. Vì vậy cho nên trong cuộc sống của chúng ta, nếu mà chúng ta ngồi lại chúng ta quán chiếu, thì chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta mang ơn rất nhiều từ thiên nhiên, cỏ cây, đặc biệt là đến những người xung quanh của mình. Lúc mình còn nhỏ mình đi học, con người ai lớn lên cũng phải đi học. Tại vì mình có đi học thì mình mới có được cái học thức, có được cái nhận thức, cái nào đúng, cái nào sai. Và đặc biệt là mình học những cái ý thức trách nhiệm của mỗi người. Ví dụ như mình đi vào trong trường, nhà trường dạy mình, giáo dục mình về đạo đức gia đình. Và đạo đức gia đình là đối với mỗi con người. Ví dụ như thấy người lớn thì phải khoanh tay chào, chào ông, chào bác. Đó là khi còn nhỏ ở Việt Nam thì mình phải học cái điều đó. Và giống như mình qua nước ngoài, mình có con cháu,
mình cũng luôn dạy con cháu mình là gặp người lớn phải khoanh tay, phải chào hỏi, nói chuyện với người lớn là phải dạ thưa. Còn đối với xã hội, đối với nhà trường thì chúng ta phải tuân giữ những luật lệ, những phép tắc mà người ta đang sử dụng trong quốc gia đó. Nếu không có những cái giáo dục đó thì mình không thể khôn lớn. Có thể mình chỉ lớn thôi nhưng mà không có đủ khôn. Thường thường ai cũng muốn con mình lớn thì phải khôn. Chứ còn nếu mà lớn mà không khôn, người ta kêu gì? Già đầu mà còn dại. Thành thử ra ai trong lớn lên, lúc nào mình cũng dặn dò con cái mình, mong cho con mình phải lớn khôn. Nhưng mà người cha người mẹ vẫn chưa an lòng, vì thấy con mình tuy có lớn, có khôn nhưng mà chưa đủ kinh nghiệm. Lại phải thêm cái kinh nghiệm nữa. Và kinh nghiệm đó là gì? Đó là kinh nghiệm sống. Tại vì nếu mà chúng ta có được cái kinh nghiệm sống trong đời, từ đâu chúng ta có những cái kinh nghiệm đó? Từ những cái ý thức. Ý thức của một người công dân đối với đất nước, ý thức của một người chồng đối với vợ, ý thức trách nhiệm của người vợ đối với chồng, ý thức trách nhiệm của cha mẹ đối với con cái, đối ít ý thức được mình làm con dâu đối với mẹ chồng, ý thức trách nhiệm là rể đối với mẹ cha mẹ vợ. Vì vậy cho nên nếu mà trong gia đình, trong xã hội, mỗi người chúng ta luôn luôn nhận thức hay là ý thức được cái trách nhiệm, cái bổn phận của mình, thì tự nhiên trong gia đình đó có phần êm ấm. Người Phật tử chúng ta phải cũng có ý thức trách nhiệm của mình đối với Tam Bảo, Phật Pháp Tăng. Mà điều đó Pháp Hòa thấy rằng Phật tử Việt Nam mình thể hiện rất là giỏi. Đi đến đâu Pháp Hòa thấy chùa rất là nhiều, nhưng mà Phật tử đều hy sinh thời gian công sức của mình đến để mà lo cho ngôi chùa đó được tốt đẹp. Có những khóa tu Pháp Hòa đến hướng dẫn 3-4 ngày, Phật tử làm từ A tới Z, mình thấy rất là thương. Mà mỗi lần như vậy thì Pháp Hòa rất là biết ơn và rất là cảm động và hết lòng trong cái khóa tu đó. Dù có mệt cỡ nào nhưng mà mình nghĩ cái mệt của mình so với những Phật tử người ta chạy lo công việc không bằng, không thấm vào đâu cả. Cho nên chỉ cần chúng ta sống bằng cái tâm niệm ý thức thì chúng ta tự sẽ làm cho gia đình mình có phần an ổn, và ngôi chùa mà chúng ta đang tới sinh hoạt có phần an ổn. Thí dụ như mình ý thức mình là một Phật tử, ý thức là Phật tử thôi, đừng có phân biệt là chùa đó của tôi, chùa đó của anh nọ anh kia, thì mình sẽ không bao giờ còn khởi cái tâm niệm gây hấn. Anh ở gần chùa đó, anh đi chùa đó, anh lo cho chùa đó. Tôi gần chùa này, tôi đi chùa này. Cho đến rồi, rốt cuộc rồi chùa nào cũng có Phật tử. Bởi vì mỗi chùa đều có những cái dân cư xung quanh. Cho nên ngày xưa tại sao trong mỗi ngôi làng có một cái chùa? Tại vì người Phật, dân làng ở đó có cái chùa làm cái điểm tựa để mình có bổn phận chăm sóc cho cái ngôi chùa đó. Chùa làng mà. Cho nên nhà thơ Nguyễn Bính có bài thơ: quê tôi có gió bốn mùa, có trăng giữa tháng, có chùa quanh năm. Chỉ hai câu thơ đó thôi mình thấy cả một hình ảnh đẹp. Quê tôi có gió bốn mùa, có trăng giữa tháng, có chùa quanh năm. Nếu mà quý vị cứ nghĩ coi, có phải lúc nào mình cần thủ sự gì, cầu an, cầu siêu, bất cứ một cái chuyện gì, thì cái chỗ đầu tiên mình nghĩ tới là ai? Ngôi chùa. Cho nên chùa lớn, chùa nhỏ gì cũng là cái chỗ để mà chúng ta nương tựa tinh thần. Như quý bác giờ mà không có chùa chắc quý bác sẽ buồn lắm, tại không có chỗ để đi cuối tuần. Chứ quát về chùa nấu ăn, rồi nói chuyện, rồi tụng kinh, rồi niệm Phật, rồi trao đổi những cái gì vui buồn trong cuộc sống.
Cho nên hồi xưa người ta dùng cái từ là trẻ vui nhà, già vui chùa. Người tuổi già rồi thì chỉ còn có về chùa thôi. Quý vị biết là hồi trưa này đến thăm Hòa Thượng Viện Chủ ở Thiền Tịnh Đạo Tràng, thì Ngài mới cho Phó Hòa biết là Ngài là bạn đồng học với một Hòa Thượng ở Canada. Mà hiện tại Hòa Thượng Chùa Tâm Bảo đó, Ngài cũng là một bậc trưởng lão của Canada. Năm nay Ngài cũng 80 mấy tuổi rồi, mà Ngài bị bệnh từ năm 2002 đến bây giờ. Và cái bệnh của Ngài còn tệ hơn là Hòa Thượng ở đây. Hòa Thượng ở đây còn nói được, còn Hòa Thượng kia thì Ngài không có nói được nhiều. Và mỗi khi mà Ngài gặp Chư Tăng đến là Ngài khóc. Tại vì sao? Tại từ nhỏ đến lớn sống với Tăng, sống với Chư Tăng, lúc nào Chư Tăng cũng xung quanh. Bây giờ bệnh nằm vắng người, mà mỗi lần mà gặp được Chư Tăng đông thì quý Ngài rất là vui, rất là hoan hỷ. Và đôi khi quý Ngài khóc. Pháp Hòa nhớ cái năm đó, trước khi Hòa Thượng bệnh, cái mùa hè năm đó Hòa Thượng về chùa Pháp Hòa để an cư. Và lúc đó cũng hơi quên quên rồi. Một ngày vô ra gặp Hòa Thượng, Hòa Thượng có một câu Hòa Thượng hỏi hoài à: con đi vào cửa không năm mấy tuổi? Vào cửa không là vào cửa gì quý vị biết không? Vào cửa chùa đó. Ý nói là mình đi chùa tu hồi mấy tuổi, mà thường thường á, ta kêu cửa không nghĩa là cửa chùa đó. Rồi cái sáng nó dạ con vô hồi con 15 tuổi. Rồi cái lát nữa lấy bánh cho Hòa Thượng ăn, ngồi ăn hồi cái xe qua hỏi con vô cửa không hồi mấy tuổi. Mà cả ngày cứ hỏi câu hỏi như vậy. Ngày hôm qua, bữa thứ hai Pháp Hòa đến để thăm bà cụ 85 tuổi. Bây giờ mắt không thấy đường, cứ ngồi lắc cái chuông niệm Phật. Rồi Pháp Hòa bước vô thăm thì bà đâu có biết mình là ai, chỉ nghe người con nói thôi. Thì chưa kịp gì: mấy cháu mới tới hả con? Rồi thôi Pháp Hòa cũng làm cháu bà luôn. Pháp Hòa ngồi kế bên, nói dạ cháu mới đến thăm bà. Bà cảm ơn con. Bà không có gì nói với mấy đứa con, bà chỉ khuyên mấy đứa con ráng tu đi con. Ráng tu đi con. Bà nói con nghe. Bà nói mấy con nghe, tu hành không có gì hơn sự nhẫn nhục hết. Ai nói phải thì mình nghe, ai nói không phải mình làm điếc cho con. Những cái lời nói đơn giản như vậy thôi. Mình có thể mình nói ôi bà già nói lẩm cẩm, nhưng mà thật sự đó là nước cốt đó, nước cốt dừa đó. Thường thường dừa mình thắng lấy được cái cốt nó mới béo, phải không? Thì cái tinh ba của người học Phật là gì? Cuối cùng chỉ còn lại một điều thôi, đó là nhẫn nhục. Từ đời cho tới đạo, tu hành mà thiếu nhẫn nhục thì không thể nào thành tựu được cái gì cho đời mình cả. Ở đời mà không có nhẫn thì hư chuyện, phải không? Thí dụ mình mở tiệm làm ăn và khách vô họ kiếm chuyện với mình biết rõ ràng họ kiếm chuyện đó, mà mình tìm cách mình làm gì? Hốt chuyện hay lách chuyện để cho nó yên, tại vì mình biết rằng họ đến đây cố tình kiếm chuyện với mình. Mà mình không nhẫn thì hư cái môi trường của cái nhà hàng mình đó. Thật ra họ nói sai, nó quấy về cái gì, nó bậy vì cái chỗ mình làm ăn thì tiêu rồi. Cho nên nhẫn họ một chút, cái họ thậm chí free cho họ dĩa đồ ăn, cho họ đi ra cái mình yên. Họ quán của mình không hề có tóc vàng, mà ăn xong có tóc vàng biết đó, nhưng mà vẫn phải cúng dường họ cái dĩa đó để cho nó yên. Như vậy thì quý vị thấy trong cuộc sống, cái mà chúng ta cần có là chúng ta có cái ý thức. Người có ý thức thì mình sẽ tự làm bản thân mình được đẹp, người xung quanh mình cũng được đẹp. Thí dụ mình bước lên xe bus, mình thấy một bà cụ đi tới, mình đang có cái chỗ mình ngồi, thì lập tức mình nhận biết liền, nhận liền đây là bà già. Cái thức là cái mà cho mình biết đó, cái hiểu biết đó, nhận ra đây là bà cụ, mình liền đứng dậy nhường chỗ cho bà cụ ngồi. Đâu cần ai nói gì đâu, mà cái hạnh phúc, cái niềm vui
Mà nếu nói theo nhà Phật là cái phước mình nó có ngay ở chỗ đó. Mình đang đứng xếp hàng. Mình thì đứng xếp hàng mua thức ăn. Bao nhiêu người người ta đứng xếp hàng mà mình ở đâu không biết, chạy vô mình lấn người ta ra. Thậm chí mình tràn lên tới phía trước cái tiệm á, mình giục tiền vô đó, mình nói chị tôi gấp quá nghe, tôi bận, tôi đi này tôi lấy này. Tự nhiên người kia nhìn mình liền. Quý vị biết không, Pháp Hòa bị quê nhiều lần đó. Nhiều lúc Pháp Hòa trễ máy bay, cái chuyến đầu họ trễ thì mình đi chuyến kế đây là mình phải chạy dữ lắm. Đứng máy bay vừa dừng tắt cái dấu hiệu seat belt rồi, cái đứng dậy cái mình muốn chồm mình đi ra cho lẹ. Cái lúc mình chồm như vậy mình quên ý thức. Nhiều người ta cũng gấp giống mình. Rồi thậm chí có những người người ta lớn tuổi, ta đứng trước mình, mình quên vậy đó, cái lấn họ hơn chút thôi. Tự nhiên mấy người Mỹ kia họ nhìn vậy nè. Trời ơi, mình quên một cục liền vậy đó. Thì khi mà mình như vậy, cái tự nhiên mình ốt dột, mình mắc cỡ. Mình nói trời ơi, thí dụ mình mặc đồ đời á thì mình còn đỡ quen chút, mà mặc cái áo tu này mà còn quê double á. Tại vì một người mà người trẻ mà đi lấn người già là đã một cái quê rồi. Rồi đã vậy rồi mặc cái áo thầy tu nữa. Cái thì mình I'm sorry, mình ngồi xuống liền. Hay là mình đứng qua bên liền. Thật ra cái chuyện mà chúng ta quên á là cái chuyện bình thường. Nhưng mà cái quan trọng là khi chúng ta tập cho mình thành một cái thói quen là mình có để ý rồi mình nhớ trực lại, cái mình nhận thức lại cái điều đó. Cho nên trong cuộc sống á, nhiều khi mình không có ý thức. Quý vị thường ngộ cái gì nè, chỗ nào mà để cấm đổ rác là chỗ đó rác nhiều nhất. Không biết quý vị có để ý chuyện đó không? Chỗ nào mà cấm vào là vào nhiều nhất. Nó lạ vậy. Nhưng mà không phải là mình không có ý thức đâu. Đôi khi mình có mà mình dư nữa là khác. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ, hai vợ chồng đang gây lộn, thấy có người khách tới, tự nhiên hai chồng nín liền bước ra. Anh chị khỏe không, mới tới. Tại sao nín? Tại ý thức là mình đang gây lộn và có một người khách đang tới. Cái người mà họ bán đồ mà đồ rong mà trái pháp đó, họ biết không? Biết. Nếu không biết tại sao vừa thấy cái bóng dáng của ông cảnh sát, ông đứng dậy ông chạy. Thành thử ra nhiều khi mình làm cái điều sai, mình cũng ý thức mình biết sai. Thậm mình dư ý nhận thức mình biết mình sai, nhưng mà đôi khi mình cũng cố làm. Cho nên hãy thấy cảnh sát chạy tới là mình sao? Mình đứng dậy mình bỏ chạy liền. Hay là hai đứa học sinh đang đánh lộn mà chỉ cần một ai nói thầy tới mày ơi là nó bỏ nó chạy liền. Là vì nó ý thức, lúc nó đánh nó vẫn ý thức là nó đang làm sai luật của nhà trường, nhưng mà do cái nóng giận nó hu khe, đúng không? Đến khi nào mà thầy cô xuất hiện thì nó lại bỏ nó đi. Như vậy nó không phải nó không có ý thức, mà nó có ý thức. Nó có ý thức cái việc làm sai của nó, nhưng mà vì cái cơn nóng giận nó bất cần, cho nên nó làm những cái điều sai quấy. Và khi nghe một cái người nào có khả năng bắt nó hơn, phạt nó hơn thì nó liền chạy. Rồi mình thiếu ý thức trách nhiệm đối với xã hội, khạc nhổ nè, vứt rác bừa bãi nè, chen lấn nè, lái xe ẩu nè. Có những cái vùng mà riết người ta không dám tới nữa, tại người ta biết ở đó có nhiều người lái ẩu. Có những cái vùng mà mình sinh hoạt cộng đồng mình với nhau, nhiều khi mình lái xe không có được ý thức về cái limit, cái hạn chế mà mình được, cho nên rồi mình lái xe quá tốc độ làm cho những người xung quanh đó họ không thích. Quý vị biết á, ở đây nè, cái luật á là chúng ta được làm ồn nếu mà là ngày thường từ thứ hai tới thứ năm á là tối đa là 9 giờ tối, có phải không? Nếu mà mình làm hơn á là cảnh sát họ phạt, tại vì ngày thường mọi người phải đi làm, cho nên có tổ chức tiệc tùng tập hợp gì thì phải kết thúc trước 9 giờ.
Nhưng mà nếu mà cuối tuần á thì mình được quyền chơi đến 12 giờ 1 giờ khuya, tại vì đó là luật. Nếu mà mình ở chung với hàng xóm á, mà mình ý thức được cái tự nhiên mình làm sao, mình đỡ phiền hàng xóm. Có đôi khi chùa mua ở cái khu vực dân cư mà quên đi, trời ơi, mới vừa về cái tập hợp đại chúng, chuông trống bát nhã, cầm loa la âm xong rồi thế nào cũng lên city à. Có một bữa lần năm qua 2015 Pháp Hòa đi giảng bên Úc á, thì tới cái chùa đó ở ngay cái khu dân cư, mà tối thứ hai mà quý vị biết Phật tử đêm đó tập hợp khoảng 800 người để tham dự cái buổi nói chuyện đó, mà chùa chất không còn một lối đi. Giảng xong rồi là Phật tử chen chúc với nhau chụp hình. Cuối cùng thầy trụ trì ông chạy ra, ông nắm tay của ông lôi vô phòng. Mình không biết chuyện gì luôn, cứ theo thầy trụ trì ông vô, ông đẩy qua vô cửa, ông đóng cửa lại, ông nói thầy ở trong này giùm tôi. Thầy mà ở ngoài nữa ngày mai nó đóng cửa chùa tôi. Tại vì bây giờ là 10 giờ đêm rồi mà mọi người chưa ra về, vì không ai chụp xong tấm hình thì họ không cam lòng. Cho nên rồi cuối cùng Pháp Hòa bị nhốt trong phòng để cho mọi người đi về. Thì mình, cho nên rồi mình làm việc gì á, mình ý thức là giờ giấc ở đâu, ở đâu, thì tự nhiên mình sẽ đỡ hơn. Ví dụ ở đây á, quý vị luôn luôn nhận biết rằng muốn đi khu vực đó, con đường đó, mấy giờ kẹt xe là phải đi trước, còn không là phải chờ. Thành ra nếu mình ý thức được cái đó, tự nhiên sao mình không bị kẹt xe giữa đường, không trễ nải công việc của mình. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta, sự nhận thức hay là sự ý thức rất là cần. Tại vì nếu chúng ta có được cái đó, tự chúng ta làm đẹp bản thân mình và không làm cho những người xung quanh mình phiền hà. Một người chồng đi làm về, bước vô nhà đói bụng hay sao đó, nhìn cái sinh nước, nhìn cái sinh thì thấy đầy chén hết. Ý thức rằng đây là đống chén dơ của hôm qua. Bây giờ bà vợ mình một lát nữa sẽ đi về và nấu ăn, mà mình cũng ý thức được rằng bà hay cằn nhằn. Cho nên trước khi mà bị cằn nhằn thì thôi mình rửa cái đống chén này, rồi bắt giùm cho bà nồi cơm. Cái thì đi về cái bà không cằn nhằn. Nhưng mà đợi tới khi bà cằn nhằn cái mình mới nói có làm có nhiêu mà cũng la hoài. Nhưng mà mình đâu có biết rằng nhiều khi người ta làm mệt về, người ta cần cái chỗ làm việc mà đầy một xin chén. Mà trước khi phải làm thức ăn thì phải rửa cái xin chén đó nữa, thì nó mất thời gian, không thoải mái, thì tự nhiên lại có sanh chuyện. Cho nên nhiều khi mình chỉ cần á, nhiều khi mình chỉ cần một cái việc rất nhỏ thôi, rửa giùm cái chén, rửa giùm cái chén, bắt giùm cái nồi cơm, thì tự nhiên gia đình mình nó yên thấm. Như vậy thì cái ý thức á, nó luôn luôn nằm với một cái cụm từ là ý thức trách nhiệm. Trách nhiệm đối với gia đình, trách nhiệm đối với xã hội, trách nhiệm đối với bản thân. Đôi khi mình cũng phải có ý thức trách nhiệm đối với bản thân mình nữa. Tại vì nếu mình làm những điều không, ví dụ mình ăn uống không cẩn thận, thì mình sẽ làm cho thân thể này bị bệnh tật, thì mình sẽ không thể tiếp tục làm những công việc khác nữa. Hay là mình làm cái điều đó sai, thì mình phải tự chịu lãnh cái hậu quả cho cái việc đó. Cho nên ý thức trách nhiệm của bản thân nữa, chứ không phải chỉ có xã hội, chỉ có gia đình, chỉ có những xung quanh, mà đôi khi chúng ta phải có luôn cả cái ý thức đối với bản thân mình. Vì đâu mà chúng ta có được cái ý thức đó? Vì chúng ta hiểu rằng nếu chúng ta làm việc đó thì tức khắc chúng ta sẽ hóa giải, hay là chúng ta làm giảm thiểu đi những khổ đau. Cho nên trong cái giới mà quý vị sắp thọ quy y ngày hôm nay, hay là từ xưa nay đại chúng Phật tử chúng ta đã từng quy y đó, thì đại chúng cứ nhớ là mỗi giới đều bắt đầu từ cái chữ ý thức. Ngày xưa mình đi thọ giới chỉ nghe có một câu thôi: không được sát sanh. Là Phật tử thì không được sát sanh. Trên từ chư Phật thánh nhân sư tăng phụ mẫu, dưới đến các loài bò bay mái cửa côn trùng cũng không được giết. Ai cố ý giết thì sẽ phạm tội thế này thế nọ. Nhưng mà bây giờ cái văn bản đó được viết một cách rất là hay như thế này: ý thức được khổ đau của sự sát hại gây ra, con xin học theo hạnh từ bi
nguyện không giết người hại vật, không tán thành mọi sự chém giết, dù là trong tư tưởng hay trong cách sống hàng ngày của con. Vì sao mà chúng ta phát nguyện giữ cái điều thứ nhất này? Vì chúng ta ý thức khổ đau của sự giết chóc. Giới thứ hai, ý thức được khổ đau và không công bằng trong xã hội do trộm cắp gây ra. Con xin học hạnh từ bi, nguyện không lấy của người khác, nguyện không lấy những gì mà người khác không cho mình, hoặc không phải do mình tạo ra, hoặc không do người khác biếu tặng, mà con nguyện chia sẻ với mọi người trong khả năng của con, đặc biệt là đối với những ai đang thật sự thiếu thốn. Pháp Hòa nói như vậy. Hay là mình ý thức được lời nói có thể mang hạnh phúc, lời nói cũng có thể mang khổ đau, cho nên con nguyện chỉ nói những gì có thể mang hạnh phúc an vui đến cho người khác. Thậm chí người một nói xấu người hai, mình là người thứ ba nghe, cũng không tới người hai nói: anh ơi, ông một ông nói xấu anh, mà tôi là Phật tử giữ giới thứ tư kỹ lắm, cho nên tôi biết được việc gì tôi phải nói anh nghe, kẻo tôi bị phạm tội nói dối. Cho nên tôi xin nói cho anh biết là anh một anh nói anh thế này thế này thế này, ông hai nghe xong rồi kiếm ông một gây hấn một trận. Rồi mình là cái người chịu bị lôi ra, chịu trách nhiệm về cái lời truyền tải lại của mình. Cái đó có phải là giữ giới không? Không phải. Mình ý thức rõ lời nói gì có thể mang hạnh phúc lại cho người, hòa hợp, hòa giải, chứ không phải nói những gì dù đó là sự thật, nhưng mà sự thật này nó sẽ mang lại kết quả gì. Thành thử thiếu nhận thức về lời nói đó, về câu chuyện đó, thì cũng có thể mang lại nhiều cái khổ đau cho mình và cho người. Mà cuộc sống của chúng ta đó, đại chúng để ý rồi, hình như á, chỉ cần mỗi ngày chúng ta để tâm một chút thôi. Bây giờ mình nói cái chữ ý thức, nhận thức, nghe nó chưa đủ, mình có thể dùng thêm từ nữa là để tâm. Có nhiều người con để tâm tới cha mẹ. Mình vô một bữa ăn á, mình nhìn vô bữa ăn, mình thấy set up thiếu đũa, thiếu muỗng thế nào, tự nhiên mình đứng dậy mình làm cái việc đó. Rồi cuộc sống tự nhiên mọi việc nó đi vào trong một cái vui vẻ, cái hạnh phúc mà rất là bình thường. Mình thấy mình đâu có làm chuyện gì mà gọi là phi thường đâu, mà cuộc sống nó rất là an lạc. Bước vô bữa ăn, nhiều khi ngồi xuống ăn không thấy đũa, cái thay gì mình nói đũa đâu, thì mình đứng dậy mình phụ mình lấy đôi đũa, cái tự nhiên nó yên. Có nhiều khi mình dọn xong mâm cơm mình không thấy đũa, không nói vậy đâu nha, dọn cơm mà không có đũa, tức mình có lời trách móc. Mà trong khi đó mình quên rằng cái người lo cơm cũng nhiều việc lắm, chứ đâu phải chỉ có một việc để làm. Mà mình chỉ có một việc là ngồi xuống ăn, mà thiếu đôi đũa mình còn cằn nhằn nữa, mà mình đứng dậy mình đem đôi đũa đó tới thì cái việc nó yên khác. Rồi một người kia nóng giận, mình ý thức người đó đang giận, đang nóng, và mình là cái người nhẫn nhịn, thì tự nhiên nó yên. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta, chỉ cần chúng ta có sự quan tâm, để tâm. Cho nên ý thức là gì? Hay là nhận thức là gì? Nhận thức nghĩa là chúng ta nhận và hiểu ra được rằng cái việc đó như vậy. Có một lần Pháp Hòa đi vô bệnh viện thăm một bà cụ. Thì bà cụ này trong gia đình có nhiều vấn đề, con cái dành của cải chi đó không biết. Thì bà mới nhờ một người gọi cho Pháp Hòa gấp chạy lên bệnh viện thăm bà. Thì khi Pháp Hòa bước vô, cái bà khóc quá chừng đi, cái bà mới lấy cái giấy náp kinh á, bà chùi mũi. Nhưng mà thiệt sự cái mục đích chùi mũi là để bà tuột hai cái chiếc nhẫn hột xoàn bà đang đeo trong tay á, bà quấn ở trong giấy đó, bà dúi vô tay Pháp Hòa. Ý của bà là muốn Pháp Hòa giữ giùm,
Pháp Hòa thì sớm xác thấy nãy bà chùi mũi và bà dúi trong trong cái tay mình thì có lẽ là cái tờ giấy dơ. Sẵn bà vừa dúi tay cái Pháp Hòa cái thùng rác dục vô cái bóp. Cái lúc đó bà đang là bệnh lên bệnh xuống vậy mà thấy hai cái chiếc hột xoàn nó rớt ở trong cái thùng rác, cái bà tỉnh liền à. Trời ơi trời, hai cái chiếc hột xoàn nằm trong á. Thế là sao? Người con, hai người con chạy đó móc cái thùng rác ra. Rồi Pháp Hòa cũng đến, bà cũng đến luôn. Một lát mấy người con về mới nói, thầy thiệt tình có biết ở đâu. Cho nên quý vị thấy không, nhiều khi mình sơ ý một chút, mình quên để tâm một chút, vậy cái mất hai cái hột xoàn. Trước khi Pháp Hòa đi tu, buổi sáng đó Pháp Hòa mà mở lửa lên để mà nấu thức ăn chuẩn bị đi học, chiên không biết chiên trứng chiên gì đó, nhưng mà cũng còn mê hoạt họa, đi ra mở phim hoạt họa đứng coi ngon lành, bắt lửa trên này quên. Cái tới hồi mà nghe cái mùi nó cháy khát khát đó mới nhớ trực là mình cái chảo mình để dầu rồi mà mình vặn lửa mà mình quên, vô thấy lửa phừng phừng vậy nè, lúc đó nó quýnh lên rồi thì bắt đầu quên ý thức nha, cầm cái chảo lên thổi cái phù lửa nó táp vô. Nó táp vô nó cháy tóc về, cái lấy cái tay phủi cái quẹt, trời ơi đen tóc hết trơn luôn. Này chắc cái triệu chứng đi tu. Mà quý vị sẽ để ý rằng trong cuộc sống của mình á, là mình hàng ngày á, mình sẽ bị vấp phải những cái này liên tu bất tận. Nhỏ vậy mà rất là nhiều. Có một bà cụ kia, con cái đi làm hết rồi, bắt cái nồi nấu canh xong rồi đi ra phơi gì đó, cái quên dập cái cửa nó khóa. Cái cửa nó khóa rồi bà không vô được, mà bà nhớ là ở trong nhà này á, là bây giờ là con đang có cái lò, mà bà không biết làm sao mà gọi phone, cũng không biết làm gì. Thế thì bà qua bà gõ cửa cái người hàng xóm, mà bà đâu có biết nói gì đâu. Thì người hàng xóm vừa mở cửa ra, bà đẩy người hàng xóm qua bên, bà đi thẳng vô cái bếp của người hàng xóm, bà lấy cái lò, cái nồi á, bà đặt lên cái lò đó, rồi bà ra dấu vậy nè. Thế là cái người hàng xóm đó nhận thức ra rằng á, cái lò cái nhà bà, rồi kêu số phone giùm cho con bà đi về. Ở chùa Pháp Hòa có nhiều bác Phật tử vô trong chùa làm công quả, rồi nhiều lúc Pháp Hòa đi vắng, mấy đệ tử Tây tới tìm, ảnh bước vô anh kêu thai là thầy á, mấy bà nghe cũng được thai. Cái bà nói, bà đưa cái tay vậy nè, nghĩa là thầy đi rồi. Thì cái anh Tây đó, anh nói thầy đi đâu mà đi, xe thầy còn, thì anh mới chỉ xe. Hai người nói chuyện kiểu đó không á. Thì anh mới chỉ chiếc xe vậy nè, ý là thầy đi đâu xe thầy còn nè. Cái bà không biết nói làm sao, cái cuối cùng bà làm vậy nè, bà chỉ vậy xong cái bà nhắm mắt, bà nằm ngay đơ vậy nè. Anh Tây biết là thầy đi tụng đám ma, tại bà đâu có biết nói người chết. Bà chỉ vậy cái bà nhắm mắt, bà nằm đơ vậy nè. Thế là anh Tây biết là thầy ông đi tụng đám tang rồi. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta, từ xã hội cho tới gia đình, bản thân, những người thân thương của mình xung quanh, chỉ cần chúng ta có cái quan tâm thì chúng ta sẽ làm cho người đó rất là hạnh phúc. Hồi sáng Pháp Hòa qua thăm thì Hòa Thượng mới nói là chiều nay tôi ra. Pháp Hòa nói thôi con thỉnh Hòa Thượng nghỉ ngơi, Hòa Thượng bệnh. Thì Hòa Thượng mới dạy rằng á, tôi hồi xưa học cái gì thì tôi bây giờ tôi làm điều đó. Cái câu ngày xưa tôi học là nhân thân nan đắc, Phật Pháp nan văn. Nghĩa là thân người khó được, Phật Pháp khó nghe.
Cho nên nơi nào có pháp mà tôi đi được thì tôi sẽ đến. Thưa đại chúng, hôm nay Hòa Thượng hiện diện ở đây với chúng ta, Hòa Thượng đang thể hiện một trong bốn chúng thính pháp, đó là đương cơ chúng. Đại chúng để ý, trong Phật Pháp có bốn chúng để nghe pháp. Một gọi là khải thỉnh chúng. Chúng khải thỉnh là chúng gì? Ví dụ quý vị không có hiểu một cái điều gì đó thì có thể đứng lên hay viết tờ giấy hỏi câu đó, thì nhờ có một người khơi, chữ khải là mình khơi cái việc đó lên để cho mọi người khác được nghe. Thì cái thời của Đức Phật á, cái người đóng cái vai khải thỉnh chúng đó là Ngài Văn Thù Sư Lợi, tượng trưng cho trí. Bởi vì người có trí cho nên Ngài quán sát đại chúng đang thắc mắc điều gì, cho nên Ngài đứng dậy Ngài hỏi Phật. Quý vị nhớ, quý vị đọc kinh thỉnh thoảng quý vị đọc những cái đoạn đó, lúc bấy giờ trong chúng có một vị Bồ Tát tên là gì đó đứng dậy hỏi Đức Thế Tôn nguyên do gì mà sự việc này sự việc nọ có thực hiện được. Đức Phật liền nói: thiện nam tử, ông khéo hỏi, lành thai lành thai. Ông khéo hỏi, tôi nay sẽ sắp nói, quý vị hãy khéo lắng nghe. Thì vị trả lời: dạ bạch Đức Thế Tôn, chúng con xin sẵn sàng lắng nghe. Nếu quý vị đọc đoạn kinh thì thỉnh thoảng quý vị thấy câu đó. Thì cái câu hỏi đó đó, mình có thể định riêng, à cái câu hỏi này vị Bồ Tát này đang đóng một cái vai gọi là gì? Khải thỉnh chúng. Chúng khải thỉnh. Ngài Văn Thù tượng trưng. Chúng thứ hai, chúng thứ hai gọi là gì? Chúng tán trợ. Tán trợ là sao? Sau khi bài pháp được nói, có một vị Bồ Tát đứng dậy: thật hy hữu thai thưa Thế Tôn, hôm nay chúng con được nghe những lời Thế Tôn dạy. Bạch Đức Thế Tôn, con nghĩ rằng trong đời sau ai thực hành những pháp này, người đó sẽ được an vui hạnh phúc. Bạch Đức Thế Tôn, kinh này đặt tên là gì? Quý vị nhớ những câu đó. Kinh này đặt tên là gì? Và chúng con sẽ lưu bố thế nào? Đức Phật nói: thiện nam tử, kinh này có thể gọi bằng ba tên. Thí dụ vậy. Thì cái người đóng cái vai tán trợ đó là ai? Là Phổ Hiền Bồ Tát. Cho nên khi mình đọc một bản kinh á, đọc bản kinh á, mình đọc tới đoạn nào thì mình có thể nhận định đây là chúng tán trợ, đây là chúng khải thịnh. Rồi bây giờ tới cái chúng thứ ba gọi là gì? Chúng đương cơ. Chúng đương cơ là chúng làm sao? Cái chúng này lãnh hội được điều Phật nói. Đương cơ tức là nó tương đồng với cái trình độ hiểu nghe. Cho nên nghe tới đâu thấm tới đó, nghe tới đâu thấm tới đó. Thì phần lớn đại chúng nghe hiểu hết, cái gọi là gì? Chúng đương cơ. Nhưng mà có một chúng nữa, ngồi là ngồi nhưng mà không hiểu gì hết, nhưng mà được Đức Phật gọi là gì? Chúng tán trợ. Xin lỗi, gọi là chúng dự duyên. Dự duyên là gì? Người này chưa đủ duyên hiểu nhưng mà vẫn đóng một vai trò là ngồi có tham dự. Thì Hòa Thượng ngồi đây là tán trợ. Hòa Thượng đâu cần nghe mình nói nữa, Ngài là bậc thầy của mình mà. Nhưng mà Ngài ngồi đó để làm chi? Để mình ý thức có người lớn, không có lộn xộn. Thường thường là mình, ai mà có mặt với mình mà người đó lớn hơn mình thì mình sao? Khép nép một chút. Bạn trai mới tới nhà bạn gái chơi mà có ba mẹ bạn gái nhà, tự nhiên bạn trai đó hiền hẳn ra. Bạn gái đó mà lần đầu tiên tới nhà bạn trai chơi mà có cha mẹ bạn trai ở nhà là cô đó cô thùy mị ra: dạ con chào bác ạ, à. Bác thời cơm chưa ạ, à? Cái gì cũng ạ hết á. Thì cái chúng mà ngồi nghe nhưng mà chưa đủ hiểu. Pháp Hòa ví dụ như là có những em nhỏ đang ngồi đây nè, vì các em đi theo ba mẹ, nãy giờ nó thấy mình cũng cười cũng nói mà đâu hiểu mình nói gì đâu.
Nhưng mà nó cũng rất dễ thương là nó ngồi yên để cho mình nói. Thì những em nhỏ đó là gì thuộc trong bốn chúng này? Giữ duyên. Vậy thì đại chúng thấy được bốn chúng nghe pháp không? Chúng khải thỉnh, chúng gì? Tán trợ, chúng đương cơ và chúng giữ duyên. Thì trong một cái pháp hội, quý vị nghe Phật nói kinh xong, chư thiên rải hoa cúng dường tán thán bài pháp, đó là tán trợ đó, cái hình ảnh đó. Rồi có nhiều khi mình tụng kinh xong đọc cái đoạn là chư thiên trỗi nhạc cúng dường, nó còn có cái ý nghĩa rằng á, khi mình nghe được một cái câu pháp nào mà mình hiểu được rồi, trong lòng mình nó vui, thật là vui. Thì cũng giống như là những nốt nhạc đang ở trong lòng mình, và vui như một người chư thiên ở cõi trời mà đang trỗi nhạc. Trời ơi, pháp màu nhiệm vô cùng. Cho nên nghe xong hạnh phúc, trong lòng rất niềm vui. Có nhiều khi á, mình vướng mắc một cái vấn đề gì đó mà lâu nay chưa thông, nhờ có một người khải thỉnh cái câu hỏi đó. Hồi nãy mình là ngồi đó mình giữ duyên, mình đang là chúng giữ duyên, nhưng mà nhờ một chúng khải thỉnh, lập tức mình trở thành chúng đương cơ, hiểu được liền. Sau đó mình tán thán, thành thử ra mình cũng có thể nhảy lớp ở trong khi mình đang đó. Hồi nãy mình chỉ là giữ duyên thôi, nhưng mà nhờ có người khải thỉnh rồi nói nó đúng cái trình độ, cái căn cơ, cái thắc mắc của mình, cái tự nhiên mình trở thành một chúng tán trợ tức khắc. Thôi từ nay con nguyện, chúng tán trợ là tán thán xong rồi phát nguyện nha. Bạch Đức Thế Tôn, chúng con nguyện lãnh hội giáo pháp này và để thực hiện và truyền bá trong tương lai. Quý vị đọc những đoạn kinh, quý vị sẽ thấy những đoạn đó. Cho hôm nay Pháp Hòa muốn thưa với đại chúng, nhà Phật thì dùng cái chữ chánh niệm. Chánh niệm tức là chúng ta nhận thức rõ ràng mọi sự mọi việc. Trong cái từ chúng ta thường nói trong cuộc sống hàng ngày đó là ý thức. Tại vì ai có ý thức thì sẽ thấy được trách nhiệm của mình. Ai có ý thức thì sẽ thấy bổn phận của mình và việc làm của mình. Và từ đó mình giảm đi cái làm khổ cho nhau. Cho nên cứu khổ là gì? Không phải đợi người đó khổ rồi cứu. Cứu khổ mà không phải đợi người đó la làng lên rồi mới làm. Mà đa phần á, thường thường con của mình nó hay đợi mình nổi quạo, mình la bắt đầu nó mới làm không à. Phải chi nó làm trước đó, mình đâu có chuyện, phải không? Mà đôi khi mình cũng nói với nó, nhiều khi mình la hoài, có nói mẹ sao mẹ dữ quá. Cái nói tại ai? Đó, từ thử ra bây giờ các con mà thương ba thương mẹ, mà biết mẹ hay nổi sân như vậy đó, các con làm trước đi. Đi học về gác đôi giày lên, máng cái áo lạnh lên, học bài xong rồi dọn bài, chơi đồ chơi xong rồi dọn cất. Thì mẹ đâu có cơ hội, mẹ nổi giận. Thầy định nói là nổi bồ đề gai, mà nếu mà thầy biết thầy nói bồ đề gai, con sẽ hỏi tiếp gai là gì mà nổi. Không, thầy nói là mẹ, trước khi mẹ nổi giận mà con biết rằng mẹ không thích cái điều đó thì mình đừng làm, vì mình có cái aware. Chút xíu thầy sẽ summarize cái bài này bài tiếng Anh ha. À, mình có cái ý thức mà tiếng Mỹ gọi là cái aware hay là cái conscious. Bây giờ đại chúng tập ngồi thiền, đại chúng cũng phải ngồi với cái hơi thở của mình. Ngồi đây tôi biết tôi đang thở vào nè. Thường thường mình không bao giờ ngưng thở, nhưng mà mình có biết mình thở không? Không biết. Vậy thì trong lúc ngồi thiền mình làm gì? Đừng làm gì nữa hết, chỉ làm một việc thôi, đó là nhận thức từng hơi thở của mình. Tại vì nếu mà mình không còn thở thì tất cả mọi sự việc nó sẽ xong. Cho nên trăm năm trong cõi người ta, ai ai cũng phải thở ra hít vào. Xa xa như ở nước Lào, người ta cũng phải hít vào thở ra. Xa nữa ở tận nước Nga, người ta cũng phải thở ra hít vào. Thậm chí qua tới nước Tàu, người ta cũng phải hít vào thở ra.
100 năm trong cõi người ta, người nào cũng phải thở ra hít vào. Khi đi, khi đứng, lúc nào người ta cũng phải hít vào, thở ra. Thành thử quý vị có thể làm một bài thơ lục bát, có thể dày và nhiều như cuốn truyện Kiều, và cũng chỉ hai chữ: hít vào, thở ra, và thở ra, hít vào. Mà thật sự là như vậy. Cho nên mỗi ngày mình phải có ý thức về hơi thở. Ý thức hơi thở để làm gì? Để mình thấy trân quý cuộc sống và đừng làm khổ nhau. Giảm thiểu cái cơ hội làm khổ nhau. Mình giận người đó, lỡ người đó chết, mình tới mình thắp cây nhang: anh thông cảm cho tôi nghe, hôm qua tôi chọc anh, không chừng anh giận tôi, anh tức anh. Quý vị thấy không? Rồi nhiều khi mình quên ý thức tuổi tác. Trời ơi, giờ 80 rồi, 80 tuổi rồi mà cứ đòi khiêng gạo 30 kg, thì mình không ý thức được sức khỏe thì mình sẽ làm phiền con cái của mình. Khi mình bệnh đừng có ngại. Có nhiều khi mình nói thôi không muốn làm phiền con cái, nhưng mà mình không làm phiền mà mình muốn tự tay mình làm, nhiều khi mình té ra mình làm phiền còn hơn. Có nhiều khi mình ngại cái này mà mình không ý thức được mình thì mình lại tạo nhiều cái khó khăn khác nữa. Thật sự ra cái này á, đạo Phật gọi là chánh niệm, nhưng ở đây hôm nay mình dùng cái từ là ý thức. Mà người mà sống từ ý thức tuổi tác, ý thức mọi việc thôi, tự nhiên sức khỏe mình nó cũng khác. Ví dụ bây giờ mình thấy đến khi mình ở cái tuổi 40 trở lên rồi thì sự tiêu hóa trong cơ thể mình nó khó khăn hơn ngày xưa rất nhiều. Thì mình phải ý thức điều đó và ăn uống cẩn thận trở lại. Mình ý thức là một năm nay sức khỏe mình giảm nhiều, cho nên mình đi đứng phải thật cẩn thận. Nhiều khi mình không muốn làm phiền người khác mà mình tích cái gì của mình tự tay mình làm, nhưng mà mình quên ý thức mình có sức khỏe bao nhiêu để làm. Rồi mình làm không đúng thì nó ấy hơn. Thậm chí mình làm từ thiện mà không ý thức ở đâu, lúc nào cũng có thể gây trở ngại cho người khác. Chẳng hạn như qua Ấn Độ, quý vị biết có những cái vùng Ấn Độ người nghèo, người ăn xin đó, xung quanh hàng ngàn người, nhưng mà nó không bao giờ xuất hiện 1.000 người đâu. Tại vì nó biết, họ biết rằng xuất hiện 1.000 người mình không dám cho, cho nên họ cử một người đại diện. Người đại diện đứng xin về, mà họ đâu biết nói, họ gặp cái Việt Nam, Việt Nam. Tại vì họ biết người Việt Nam mình là hay cho, cho nên họ gặp mình một cái, họ thấy mình mặc áo tràng màu lam vậy là họ biết Việt Nam rồi, là bắt đầu họ niệm Phật bằng tiếng Việt: Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Việt Nam number one, Việt Nam number one. Trời ơi, mình nghe number one cái mình quên hết trơn. Rồi là bắt đầu móc nguyên cọc tiền ra. Vừa cọc tiền vừa ra thôi, 1.000 đứa nó ao ra, nó chụp, nó giật. Trời ơi, mình sợ té lửa luôn, chạy té khói, rút cuộc rớt tiền. Cuối cùng quý vị biết nói làm sao? Thôi thôi thôi, chạy bỏ mà, bỏ gì? Bỏ của lấy người. Thật sự người đầu tiên người Ấn Độ họ không có không vậy. Họ rất là bình an, họ sống đơn giản với cuộc sống của họ. Nhưng mà nhiều khi mình thương quá chừng gặp mình cứ cho, rồi mình cũng tập, mình cũng có một phần đóng góp làm cho họ bị gì? Bị trở thành như vậy. Họ không có biết dành nhau ngổ bánh mì đâu. Nhưng mà rồi mình qua mình thương họ, nhưng mà mình quên cho lúc nào và cho ở đâu, bằng cách nào. Ví dụ muốn cho người ta phải tập hợp, ta tổ chức ở một nơi nào đó, rồi mình mua gạo mình cho đàng hoàng. Mà cho như vậy mà chưa chắc họ đã ổn nữa đó. Chứ đừng nói là mình giữa đường giữa xá mà mình bóc mình cho. Mà quý vị biết khi mình cho như vậy là mình bị dí, thì cả đoàn phải chờ mình đi qua cái địa điểm khác. Mình là cái người delay rất nhiều cho cái chuyến đi của mình. Đó. Rồi bây giờ mình đi xin, mình đi hành hương chung, mình đi sinh hoạt chung mà quên ý thức giờ giấc, lúc nào cũng đi trễ. Mà mình quên rằng mình là người chậm thì mình phải lo trước. Mình cứ để người ta chờ.
Người ta chờ một lần người ta có thể du di, nhưng mà qua ba lần thì người ta phiền mình. Và phiền mình cái bắt đầu mình nổi phiền não thế này thế nọ. Thì quý vị thấy rõ ràng trong cuộc sống mình chỉ cần mình quên chút, quên ý thức một chút, giờ giấc thôi. Một mình sao cũng được, mà đi với tập thể là phải có khác. Thậm chí lên ngồi thiền, mình phải ý thức, mình bước vào chánh điện là mọi người đã ngồi thiền rồi, thì mình phải đi thật là chậm. Đi chậm để đừng làm phiền người ta. Còn đằng này đi trễ mà còn không muốn ai biết, cho nên chạy cái rầm. Chạy cái rầm, cái ngồi xuống cái rầm. Thì hai ba người ta ngồi xung quanh ta ngó coi bà nào, ông nào vậy. Không muốn người ta biết, nhưng mà cái hành động gấp gáp của mình sẽ làm cho người ta biết mình là ai nữa. Cho nên càng sống trong đời, càng để tâm tới mọi việc, thì chúng ta sẽ thấy rằng ồ, thì ra cuộc sống nó đơn giản thôi. Chỉ cần sống có ý thức. Sống có ý thức, thí dụ như á, cái xe của mình nó có 7 chỗ à, mà bây giờ tổng cộng tới 8 chỗ, hay là 10 người đi, 7 người đi, hay là 9 người đi, thì mình đừng có nói cái gì mà để làm cho người ta khó chịu khi ta bước lên xe mình. Ồ, không sao đâu, mỗi người mình nhích một chút xíu là ngồi được, mà đây qua đó một chút thôi. Mình biết cái người thứ 9 họ đi ké mình, họ ngại dữ lắm. Cho nên cái lời nói mình đã phải cẩn thận, để người ta đừng có ngại người ta là cái người bước vào chiếc xe này mà người ta làm phiền mình. Thường thường á, Pháp Hòa đi đâu làm gì á, cố gắng tập cái đó nhiều lắm, để mình làm cho mọi người thoải mái. Nhiều khi mình quên, trời trời, xe có 7 chỗ rồi, 9 chỗ, 9 người ngồi đâu, biết vậy tôi ở nhà. Thế là mình thật sự ra bây giờ cái việc nó đã rồi, mà cái quan trọng là mình làm sao để mọi người ngồi chung một chiếc xe này vui vẻ với nhau nè. Có nhiều khi mình nói câu đó, cái thì cái người mà người ta áp thêm người thứ 9 đó, ta ngại vô cùng. Rồi cái nói thôi không sao đâu, ngồi đi, tôi nhường cho nó thế này thế nọ, thì nó lại càng có chuyện nữa. Cho nên nhiều khi trong cuộc sống Pháp Hòa thấy Phật dạy hay lắm. Phật dạy rất là hay, là Phật dạy chánh niệm. Phật dạy chánh niệm, mà cái chánh niệm mà có rồi đó, thì mọi sự mọi việc nó sẽ đi vào cái con đường nhẹ nhàng vô cùng. Có nhiều khi Phật tử lên lễ Phật, người ta mới tới chùa mà người ta đâu có áo tràng gì đâu. Ta đứng vô cái Pháp Hòa nói, con không có tràng. Dạ không sao đâu, đứng đại Phật trang nghiêm được rồi. Mới vừa dứt cái con cô đâu, đi ra đây, léo tràng mắt vô, ai mắt kia cũng vậy. Trời ơi, làm mình cũng quê nữa. Mình mới nói không sao, nguyên cái trăng nó tới rồi. Quý vị biết không, nhiều khi mình ở chùa mình hay sắm chén riêng, dĩa riêng cho thầy. À rồi thì Phật tử người ta quên, người ta đâu có biết đâu, người ta lấy lộn cái chén người ta ăn thôi. Vậy mà lại bưng cái chén, đứa chén lỡ tôi chén được của thầy. Trời ơi, nó kỳ lắm. Không có nên vậy. Xin lỗi, thầy đâu phải ăn chén đó thầy mới ăn ngon. Không, mà cái lỡ rồi thì thôi, chứ mình nói làm chi mấy chuyện đó, mà người ta đã ăn lỡ lấy chén lại. Thậm chí người ta lỡ gấp món đó, cái này, ê cái này không hái, giật lại. Kỳ lắm. Pháp Hòa là kỳ cái đó vô cùng. Xin lỗi, bây giờ lỡ ăn không? Hồi nãy đây nè, hồi nãy Pháp Hòa ngồi trong đó. Pháp Hòa nói chú ở ngoài đó có đông không? Mấy vị nói dạ đông. Nếu mà ngồi hết là thiếu, còn thiếu ghế. Và nói trong này còn bao nhiêu ghế, mang ra hết. Mình đứng cũng không sao đâu. Cho nên ở chùa mà thức ăn vậy, Pháp Hòa lúc nào cũng nhắc, đừng quan tâm quý thầy. Những gì quý vị để dành, mà nếu lỡ thiếu đem hết ra cho quý vị dùng. Một lát không còn gì, mình nhịn cũng được, mình ăn mì gói cũng được, mình ăn bất cứ cái. Trời ơi, đâu phải bữa nay mình mới ăn cái này đâu. Và người ta cũng chẳng phải đến đây vì cái này, nhưng mà đã đãi thì phải làm cho nó đủ. Cho nên trong cuộc sống đôi khi mình là Phật tử, mình muốn hộ pháp, nhưng mà mình không có đủ pháp ở trong người mình. Mình hộ pháp hồi nó trật. Cho nên quý vị nhớ dùng Pháp Hòa bốn chữ ha: dĩ pháp
hộ pháp. Dĩ pháp hộ pháp là lấy Phật pháp để hộ trì Phật pháp. Dĩ là lấy, mình phải lấy pháp, mà trong người mình phải có pháp rồi thì mình mới có thể mình hộ pháp được. Không thôi á, mình hộ pháp một chập rồi á, người ta hộ niệm mình hết à. Nghe tới tên mình nó mô Phật thôi để tôi đi. Là một hộ pháp ở đâu không thấy, mà mình cái cách của mình hộ pháp không có đúng. Cho nên mình muốn chùa hưng thịnh, thầy trụ trì chỉ là một phần nhỏ thôi. Tại vì người ta vô người ta gặp thầy trụ trì ít lắm. Thường thường người ta gặp già lam thánh chúng, tức là mấy Phật tử mình á. Thì mỗi người mình có ý thức mình đang ở đâu, mình trả lời cái gì. Người ta gọi vô chùa mà người ta hỏi một cái phôi, mà mình trả lời cái phôi mà nghe nó không thông không xuông gì hết là người ta buông. Thành thử ra Phật dạy mình hành động, lời nói, nhận thức tất cả đều rất là nhẹ nhàng. Nhưng sao chúng ta thiếu cái nhẹ nhàng đó thì tự nhiên mình làm cho người khác nói ủa sao tu kỳ vậy. Rồi từ đó nhiều khi người ta có cái thành kiến, người ta có cái ác cảm với người tu nữa. Đó là bởi vì có những khi chúng ta thiếu cái bổn phận. Pháp Hòa nói với mấy chú ở tiểu ở chùa đó, tụi con đi học á, lúc nào cũng phải nhớ cái áo trên người mình mặc là cái áo của một người tu. Họ không phải họ cười một cá nhân của con, mà cả một cái tập thể đạo Phật. Nhiều khi mình làm không đúng đó. À, đạo Phật vậy đó hả? Đạo Phật vậy đó hả? Bây giờ đừng nói ai, mấy người ngoại đạo, ngoại quốc họ không hiểu. Nội người thân của mình thôi, mình đi chùa về mà mình khác hơn người đi chùa cái đấy. Đi chùa học vậy đó hả? Đi chùa thầy dạy vậy thế này thế kia, tội nghiệp. Cho nên á, ý thức bản thân là mình ý thức tuổi tác, ý thức sức khỏe, ý thức những cái công việc gì chúng ta đang làm ở trong chùa, trong đạo tràng. Ý thức gia đình là mình là một bổn phận của cha, của mẹ, của chồng, của vợ. Cho nên tại sao phải có cái lễ cưới? Cái lễ cưới là để xác định anh ý thức rằng hôm nay anh đã chính thức làm chồng, anh đã chính thức làm vợ. Người Phật tử tại sao phải quy y? Để chúng ta ý thức rằng chúng ta đã là Phật tử do tự tâm mình phát nguyện. Mà do mình phát nguyện làm Phật tử thì mình cố gắng sống trong cái khuôn, cái đạo của một người Phật tử. Người Phật tử không thể giống như một người tục tử. Tục tử là người bình thường trong cuộc sống, cõi tục. Phật tử thì có khác. Cho nên mình ý thức vậy thôi. Thậm chí mặc cái bộ đồ vặt hò mà ra chợ là ý thức mình đang mặc bộ đồ vặt hò và đang đi chợ. Người ta bán cái giá đó, mua được thì mua, không được chèn ép. Thậm chí mua cho chùa nè, bán rẻ đi có phước. Mình nói vậy làm chi? Rồi cứ mình cứ lấy chùa với phước ra mình áp đảo người bán. Thì bây giờ đối đế quá người ta cũng phải bán, nhưng mà sau khi mà tiễn vong rồi, người ta nói lần sau bà đó tới thấy bà đem cất đồ hết nghe không. Thật thử ra những cái đó là những gì mà chúng ta thấy, chúng ta nghe, và chúng ta phải tự nhận thức. Cho nên nó nhiều khi á, mình nghe người kia nói người nọ, mình cũng phải tự nhận thức mình. Mình tự nhận thức rằng người này có cái tâm như thế nọ thế kia rồi thôi, mình cũng phải cẩn thận. Người này bị như thế này thì mai chiều mốt nọ cũng tới phiên mình. Thành thử ra mình cũng phải nhận thức điều đó. Thôi thì hôm nay Pháp Hòa chỉ muốn thưa với đại chúng một đôi điều trong cuộc sống đơn giản thôi. Đó là chúng ta có cái nhận thức. Hồi đó có một ông cụ Pháp Hòa biết á, ông ít đi chùa lắm, nhưng mà ông biết á, bà vợ của ông hay nóng tính. Chỉ cần bà lên thắp nhang tụng kinh mà bật cái bật lửa lên mà hết ga là bà giục cái bóp á. Cho nên là bà cụ, ông cụ này ít đi chùa lắm, nhưng mà ông để ý cái hột quẹt. Hễ mà cái hột quẹt sắp hết á, là ông đổi cái khác.
Đổi khác để chi? Để bà vợ không phải mỗi lần thắp nhang hết ga trong cái hộp quạt thì bà vợ lại nổi bực bội. Thành thử ra nhiều khi trong cuộc sống là mình tu đâu cũng cần biết, nhưng chỉ cần mình quan tâm, mình sẽ làm, mình sẽ thấy người kia vui hẳn ra. Người chồng mà quan tâm người vợ một chút, thấy người vợ bệnh thì hỏi thăm sức khỏe, ăn uống thế này thế kia, và thậm chí lấy nước rồi cho uống rồi vậy, nhiêu đó thôi, hạnh phúc tràn trề. Còn không phải làm gì bệnh hoài vậy? Bộ tôi muốn bệnh lắm hả? Cho là có chuyện liền thôi. Cho nên nhiều khi một câu nói mà mình quên mình đang nói cái gì thì cũng có chuyện. Mà thì cái người kia giống như lửa sẵn rồi, chỉ cần mình nẹt cái gì ra là người kia nhận thức một cách khác liền à. Cho nên đối với một cái người mà người ta hay dễ giận, dễ hờn ở những câu nói đó, đôi khi mình cũng phải rớt ý thức mình sắp sửa nói cái gì với người đó. Chọn câu, chọn chữ, nói cho cẩn thận thôi, kẻo hiểu lầm chứ. Thậm chí mình đứng trương một trong một cái buổi nói chuyện, mình phải biết trong thính chúng đó là có bao nhiêu người và họ gồm những ai để mình dùng từ ngữ cho nó chính xác. Là như vậy. Thì nếu mà trong cuộc sống của chúng ta, cái sự tu hành của mình đó, nó không phải là ở cái vấn đề học pháp đủ, mà bên cạnh cái học pháp chúng ta phải có hành pháp. Thưa đại chúng nhớ là Phật tử mình phải có hai điều mình cần làm. Một là mình phải có học pháp, hai là mình phải hành pháp. Học pháp là để nó bồi dưỡng cho cái hiểu biết về Phật học của mình, cho nên chúng ta gọi là Phật học. Còn cái hành pháp là chúng ta hành những gì chúng ta học để chúng ta trở nên những bậc, những cái bậc đặc biệt. Là để chưa dù chưa nói là Phật gì đi nữa thì ít nhất cũng là một người Phật tử. Cho nên đó, Phật học là mình học giáo lý. Còn học Phật là mình bắt đầu ứng dụng giáo lý để trở thành một Đức Phật. Cho nên ta kêu là trường Phật học. Ví dụ như trường Phật học cơ bản, trường Phật học trung cấp vậy đó. Cả mọi người muốn biết giáo lý thì phải đi vào trường Phật học. Rồi sau đó ứng dụng những điều mình học để gọi là học Phật. Thì mình cũng có hai phần. Một là học pháp, hai là hành pháp. Mà người có hành pháp thì mình thấy có khác hơn là người chỉ học pháp mà không hành. Vì sao? Vì người đó bắt đầu có cái nhận biết, có cái ý thức, có cái chánh niệm trong hành động, trong lời nói, trong mọi cái cử chỉ. Và đặc biệt nhất là chúng ta, những người thân thương của mình. Nhiều khi mình sống với người già đó, mình phải rất là cẩn thận. Cẩn thận đây không phải là mình sợ sệt gì, nhưng mà mình biết, mình hiểu rõ người già thường hay tuổi thân. Mặc dù tuổi mẹo, tuổi thìn, tuổi gì không biết, nhưng mà tới già rồi là tuổi thân hết. Rồi người bệnh cũng tuổi thân luôn. Chăm sóc người bệnh cũng phải cẩn thận. Nhiều khi mình lỡ lời thì cái người bệnh đó họ không được vui. Nói như vậy cũng nghĩa là trời ơi, sống mệt mỏi quá, lúc nào cũng phải căng thẳng như vậy. Nhưng mà trong cuộc sống, cái cuộc sống này chúng ta thường dùng cái từ là ăn nói, tai làm hàm nhai. Không người nào sống mà không làm và không nói. Mà nếu mà mình nín thì cuộc sống này nó không có hiểu gì hết, không hiểu nhau. Vậy thì cần nói thì chúng ta ý thức nói cái gì. Chúng ta cần phải đối xử, nhưng mà đối xử như thế nào? Chỉ cần thêm chút thôi. Bây giờ đại chúng cứ nghĩ mình nấu ăn nè. Ngày nào cũng nấu bất cứ món gì mà cũng chỉ ba vị thôi: đường, muối, bột ngọt. Nấu bất cứ món gì nhưng mà ba cái gia vị chính là đường, muối, bột ngọt. Người Phật tử chúng ta hành xử bất cứ điều gì chỉ cần ba điều thôi: niệm, định, tuệ. Niệm là chánh niệm, định là định tĩnh, tuệ là hiểu biết. Bất cứ việc gì chúng ta làm mà có cái sự định lại, dừng lại để chúng ta ý thức việc làm này như thế nào và chúng ta phải làm như thế nào
thì tự nhiên việc đó nó chuyên chở được cái ý nghĩa, cái đạo lý trong đó vô cùng. Niệm định tuệ nó là một không thể thiếu trong cái hành trang của người Phật tử. Hay nói chung là tất cả con người muốn sống có hạnh phúc an vui cho mình, cho người thân, thì không thể thiếu ba điều: niệm, định, tuệ. Giống như mình ở xứ này, con cái của mình bây giờ không phải như hồi đó mình ba mẹ nói gì mình nghe đâu. Mình nói không đúng là nó phản ứng lại liền, và thậm chí nó còn định một lòng là từ nay về sau nó không chia sẻ cái gì với mình nữa hết. Tại vì cái cách của mình biểu lộ là mình hiểu như vậy, mình nhận biết như vậy. Ví dụ như, xin lỗi đại chúng, là mấy người khủng bố đó, mình đừng có nói cho mấy đứa nó biết là mình không thích mấy người đó nha. Đừng bao giờ mình nói với nó điều đó đó. Ví dụ như nó nói bữa hôm nay á, cái ông đó ông khủng bố rồi bị người ta bắn chết, ông nó chết là phải rồi, nó không thích câu đó đâu. Mấy đứa này nó nói vậy, và sau này nó sẽ không bao giờ nó nói điều gì với mình nữa. Mới đây có một em nè, đi mua một, nó mới có 13 tuổi thôi, đi mua một cái quần về mặt, mà mẹ thấy cái quần nó kỳ quá, mẹ chỉ nói trời ơi con mặc cái quần gì kỳ vậy con, nói vậy thôi. Nó đóng cửa cái rầm, nó bước ra, nó nói từ nay về sau con không cho mẹ thấy bất cứ đồ gì con mặc nữa. Thành thử ra mình thấy rằng có nhiều lúc mình muốn nói, nhưng mình phải suy nghĩ coi cái đứa con này nó ở cái dạng vậy đó, mình sẽ nói như thế nào để nó hiểu cái ý của mình. Cho nên trong cuộc sống này có nhiều khi mình thấy sao mà mệt mỏi quá đó. Nhưng mà mình cứ nhớ vậy nè, mệt quá đôi chân này tìm chiếc ghế để nghỉ ngơi. Đôi khi mình chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh lặng rồi chúng ta tiếp tục cuộc hành trình của mình. Vì trong cuộc sống này mỗi ngày chúng ta đều phải giao tiếp bằng cái tư tưởng, bằng lời nói, bằng hành động, giao tiếp nhau bằng ba thứ. Qua có nhiều khi đâu cần nói gì đâu, chỉ cần nhìn mà người kia hiểu ý, tâm linh nó tương thông. Mà nhiều khi á, chỉ cần người đó, mình nhìn người đó, mình hiểu người đó muốn cái gì, mình làm cho mình thấy cái hạnh phúc niềm vui của họ tỏ lộ ra liền. Ví dụ như mẹ mà nói mẹ sắp đi hành hương, mà con mà nghe mẹ đi hành hương vậy mà con chỉ cần mỗi người con để cái lì xì đỏ đỏ, không cần mẹ ngại lên tiếng lắm. Ba ngại lên tiếng lắm. Con tự ý thức, con cúng dường. Mẹ đó thì bây giờ tu pháp môn cao rồi. Người đời người ta sống bằng hai chữ đòi hỏi, vừa đòi mà vừa hỏi. Bây giờ ba mẹ tuổi già rồi, không đòi gì nữa đâu con. Mà hãy con hỏi cái mẹ yes hết à. Thôi thì Pháp Hòa xin có vài lời với đại chúng trong cái thực tập của chúng ta trong đời sống hàng ngày. Đó là chúng ta luôn luôn quan tâm, thì mình xài cái chữ quan tâm ha. Quan tâm để chúng ta nhận biết rằng người đó đang cần gì, đang ở một cái mức độ nào, để chúng ta có thể giúp đỡ, trợ duyên cho người đó. Ví dụ như cái người đó đó, họ rất là cứng rắn, nhưng mà hiện nay họ đang hụt hẫng vô cùng, vì họ đang biết rằng họ đang mang một cái chứng bệnh nan y. Người cứng rắn cỡ nào, nhưng khi họ nghe một cái điều gì đó đến họ hay người thân họ, họ cũng rất là khó vững chãi. Cho nên chúng ta cũng cần hiểu điều đó và quan tâm và trợ duyên cho người đó. Và trong cuộc sống này không ai không cần quan tâm hết. Có nhiều khi ta nói tôi không cần ai quan tâm tôi, ta nói vậy thôi, nhưng mà mình quan tâm thì người ta vẫn hạnh phúc hơn nhiều. Tôi có thể tự làm, nhưng mình tới mình giúp người ta một tay, người ta vẫn vui lắm. Đặc biệt là chúng ta là vợ chồng với nhau, cha mẹ anh em nói chung là có cái duyên gặp nhau trong đời này, thì chúng ta chỉ cần để một ánh mắt, để một cái nhìn, để một bàn tay, một cử chỉ chút chút mỗi ngày, thì tự nhiên mình làm cho người đó có nhiều cái hạnh phúc lắm. Và họ có hạnh phúc thì họ đỡ đau khổ, mà họ đỡ đau khổ thì mình cũng sẽ giảm khổ đau theo họ. Xin chúc đại chúng luôn có nhiều an vui và sống bằng chánh niệm của mình. Trong này có khoảng 3 câu hỏi thôi.
Thì Pháp Hòa xin đại chúng cho chắc khoảng vài phút thôi ha, rồi mình sẽ kết thúc. Câu hỏi thứ nhất: thưa Thầy, Thầy bao giờ cũng hỏi chúng con có khỏe không? Hồi hôm qua con thấy Thầy xìu xìu, vậy hôm nay con xin hỏi Thầy có khỏe không? Quá dễ thương. Thì quý vị thấy là lúc nào Pháp Hòa cũng khỏe, mà khỏe theo cái xìu xìu. Nếu là Phật tử muốn xuất gia thì thật sự chúng con muốn biết là phải bắt đầu từ đâu, và mình phải tự chọn một chùa nào, tự xin vào xuất gia, hay là phải có điều kiện nào, hoặc là tất cả các chùa nào khi có người Phật tử muốn xuất gia thì cũng đều nhận. Xin cảm tạ Thầy. Thật ra thì không phải chùa nào cũng nhận. Lý do không phải người ta không muốn nhận, mà bởi vì cái điều kiện chùa đó có thể chưa đủ để nhận mình. Ví dụ như nhận mình vào không có chỗ ở, hay là vị thầy đó chưa có đủ thời gian để trực tiếp hướng dẫn cho mình, nếu mình đặc biệt là một người mới bắt đầu phát tâm sơ cơ vào đạo. Bởi vì người mới bắt đầu tu như một đứa con mới sanh, lúc nào cũng phải có người cha người mẹ kế bên để dìu dắt nâng đỡ. Nếu không thì người con đó sẽ không thể nào khôn lớn và trưởng thành đúng nghĩa. Đặc biệt là một người tu, nếu một người mới phát tâm xuất gia mà thiếu được sự hướng dẫn của thầy, thì người xuất gia đó sẽ không hiểu được những cái phép tắc căn bản trên đường hành trì tu tập, thì cũng tội nghiệp. Cho nên thí dụ người vị thầy đó thành thật cho mình biết là không thể nhận, cũng đừng buồn, thà người ta báo cho mình biết trước còn hơn mình vào rồi thì mình trách thầy là không lo. Nhưng mà xuất gia ở đâu, bây giờ đặt thí dụ trường hợp chùa đó nhận mình đi nữa, chùa thì sẵn rồi, chỗ ở có, thầy hướng dẫn cho mình có. Bây giờ cái không phải là điều kiện gì nữa đối với chùa, mà điều kiện ở nơi mình. Mình có thật sự phát cái tâm xuất gia chưa? Hay là mình chỉ muốn làm cái người là thân xuất gia mà tâm không xuất gia? Hay là mình làm cái người và tâm thì không, thân tâm đều không xuất gia? Bởi vì xuất gia là có bốn dạng. Cái thân thì có xuất gia mà tâm không có xuất gia. Hay là thứ hai là tâm xuất gia mà thân không xuất gia. Chẳng hạn có một vài Phật tử, tâm đời sống hiện tại đã có thể làm người xuất gia, hoặc là hoàn cảnh không thể làm người xuất gia, nhưng mà tâm hồn vị đó hướng Phật, tu Phật, chuyển hóa tốt, thì người này gọi là thân không xuất gia mà tâm xuất gia. Nhưng mà có những người thân không xuất gia mà tâm cũng không xuất gia, và có những người thân tâm đều xuất gia. Thế thì mình, cái vấn đề là hỏi mình đã ready chưa? Đừng có, thí dụ như á, đừng có thấy con mình giờ nó 15 tuổi rồi, đủ lớn rồi, thôi mình đi chùa mình tu. Mình nói vậy thôi, nhưng mà cái tình mẫu tử không thể được, là tại vì thủy chung nó chưa hoàn toàn lớn hẳn. Rồi vô trong chùa nấu cơm cho bá tánh ăn, nấu cơm cho con thiên hạ ăn, cái nhớ trực buồn quá, tuổi quá. Trời ơi, con tuổi nhà cũng tở này nè, mà giờ nó đói meo nó móc rồi tôi nấu cho con mấy bà này ăn. Rồi cái phone về ăn gì chưa con? Tại vì Pháp Hòa đã gặp rồi. Có những vị vào tu nhưng mà chưa có giải quyết được vấn đề gia đình rồi thì nó cũng uổng đi. Cho nên á, xuất gia chỉ là cái tướng. Nhưng mà chúng ta cố gắng làm sao nếu mình đã đi thì tướng tâm nó đều trọn vẹn. Còn không thì thà giữ cái tướng người tu tại gia, nhưng mà tâm mình thì hướng thượng, cái đó nó vẫn quý như thường. Chùa không bao giờ đặt điều kiện đi tu là phải có tiền, có của đem vô chùa cúng, hay là muốn ở đây mỗi tháng phải đóng vô bao nhiêu. Thật sự ra quý vị không đóng quý vị tu mới tới, còn có đóng rồi tu không tới đâu. Tại sao? Ý cái tiền đó, tôi có đóng tiền nè,
tôi đâu có ăn của mấy ông mấy bà đâu, cho nên giờ tôi ngủ à. Cho nên mình á, tại sao người tu phải là người luôn luôn mình nghĩ mình có người là có nợ, vì có nợ với Phật tử. Quý vị đọc trong một cái bài kinh Phật dạy hay lắm. Một vị xuất gia thọ ơn tín thí rồi thì phải làm một việc là luôn luôn quan tâm đến đàn na tín thí khi họ hữu sự cần mình. Vì mình là người mà thật sự, Pháp Hòa nhiều khi Pháp Hòa nghĩ cả cuộc đời này của Pháp Hòa thọ ơn không biết bao nhiêu người. Đôi vớ cũng không phải của mình, đôi giày cũng không phải của mình, toàn là Phật tử cho mình. Thế thì cuộc đời mình là nợ Phật tử. Nói nợ là để cho mình thấy cái đó, để mình ráng mình làm những gì mình đáp ứng cho đàn na tín thí Phật tử. Chứ còn khi mà quý vị cúng dường quý thầy, quý vị đâu có nghĩ gì đâu. Quý vị nghĩ ồ thầy tu mình hộ trì cho thầy tu. Quý vị nghĩ một, nhưng mà tự quý thầy phải tự nghĩ, tự nhận mình là một người mang nợ Phật tử. Cho nên Hòa Thượng Trúc Lâm, tức là sư ông Thượng Thanh Hà Từ, ngài nói một câu: tôi thường nói tôi là nợ tăng ni. Người nào biết đòi thì tôi trả, ai không đòi tôi khất. Thành thử là mình làm được gì cho chúng sanh đều là cái cách mình đền ơn hết đó. Chứ không phải mình làm ơn cho ai hết đó. Pháp Hòa chưa nghĩ và làm ơn cho ai. Pháp Hòa đều nghĩ rằng Pháp Hòa được có cái phước được làm điều đó cho quý vị. Ví dụ người ta cần Pháp Hòa tới tụng kinh, Pháp Hòa không nghĩ là ô tôi làm ơn cho người ta, không dám. Mà luôn luôn nghĩ rằng Pháp Hòa đang làm một cái việc là được cái phước được đến đó để thăm một người bệnh, tụng cho hơn thời kinh. Bởi vì Phật dạy nè, trong kinh Phật dạy đàng hoàng có 8 cái ơn mà mình phải làm, mình phải nhớ. Trong đó có một cái bệnh, cái người bệnh đó là người ơn của mình. Tại vì nhờ họ thị hiện cái tướng bệnh để cho mình rùng mình ráng tu, mai mốt bệnh rồi tu không nổi. Cho nên mấy cụ già ráng đi chùa. Tại vì cụ già ráng đi chùa là để làm hình ảnh cho các trẻ. Các trẻ sẽ nhìn lên, trời ơi cụ già kiểu này mà ở nhà không hưởng phước mà chịu khó đi chùa, con trẻ kiểu này mà con không đi mắc cỡ chết. Rồi người trẻ đi chùa, người già nhìn vô, trời ơi nó trẻ lẽ ra nó đi nhảy đầm nhảy mương mà giờ này nó nhảy đầm nhảy mương không, vô đây nó nhảy cò chẹp nó nhảy tới nhảy lui nó lo. Trẻ mà lo đi tu, mình già kiểu này không tu uổng. Cho nên hai người hỗ trợ với nhau. Hồi đó quý vị biết không, sáng Pháp Hòa lên ngồi thiền, ngồi ngang Pháp Hòa mấy sư cô già. Trời ơi mình cũng buồn ngủ lắm chứ, mình cũng muốn vô ngủ lắm. Mà nghĩ bà già ra ngồi đây tu, không lẽ mình trẻ vô ngủ. Thôi ráng ngồi với bà già. Đó. Thành thử ra không có cần điều kiện gì để vô chùa tu. Mà tu là mình không được mang bất cứ cái gì vào. Tại vì mình vào rồi mình không có tu được. Phải nhận, cho nên phải nhận. Phải nhận đây không phải là mình ham mình nhận, nhưng mà mình phải nhận để mình biết rằng mình thọ ơn. Mà thọ ơn thì phải ráng tu để ráng đền ơn cho tín chủ đàn na. Và mình phải hỏi mình là mình đã sẵn sàng chưa, để mình không có cô phụ cái công phu tu tập của mình. Hồi đó Pháp Hòa đến làm một chú tiểu hầu quý thầy. Thì ở Úc Linh này có cái chùa An gì? Chùa An Tường. Thì Thượng Tọa Thiện Tường á, hay đi qua Canada. Thì cái năm hạ năm đó đó là Pháp Hòa thị giả cho quý thầy. Thì chính thầy Thiện Tường là cái người cho Pháp Hòa bài thơ: con hãy hy sinh hạnh phúc mình, lên đường tìm đạo cứu nhân sinh. Đời con nay đẹp mai đau khổ, lưu luyến mà chi một bóng hình. Thầy nói xong, thầy còn nói câu này mà Pháp Hòa vẫn không quên từng chữ: ngày nào sư phụ thiện tâm cạo tóc cho Điệu Hòa, tại lúc đó Pháp Hòa là chú tiểu thôi, thầy sẽ cho Điệu Hòa thêm 2 câu nữa: từ nay khép cánh tình riêng lại, mở cánh tình chung rải ánh vàng. Rồi sáng Pháp Hòa đến thăm chùa An Tường, đảnh lễ Thượng Tọa và Hòa Thượng Viện Chủ. Và Pháp Hòa đã nhắc lại cái câu chuyện này với quý vị Phật tử ở chùa đó.
Và trước khi thầy trở về Mỹ, lâm bệnh và mất, tháng 5 thầy còn qua Canada, thầy gặp Pháp Hòa. Thầy còn la nữa, mấy đứa con ở Canada bảo hiểm sức khỏe free mà không chịu đi khám sức khỏe thường xuyên. Thầy kỳ này về thầy sẽ đi khám sức khỏe. Không ngờ thầy khám ra mới biết rằng thầy bị bệnh ung thư gan. Và thầy mất sau đó mấy tháng. Cho nên trong cuộc đời của mình, đôi khi mình gặp những người đó khai thị hay là hướng dẫn cho mình, và từ đó cho mình một cái chí để mình đi lên. Nhiều khi mình gặp một người bệnh nhưng mà lại là cái duyên để mình giác ngộ lớn. Đó, cái người đó nó mạnh sân sẩn, vậy mà hôm nay bệnh, thế thì tự nhiên cho mình một cái hiểu biết, cái nhận thức, cái tỉnh giác về cuộc đời. Thì Pháp Hòa có nói rằng, hồi chiều này có mấy vị nói như vậy, thì Pháp Hòa mới nói, cái đó Đạo Phật gọi là duyên giác. Duyên giác là gì? Cái duyên để cho mình giác ngộ. Ta thấy người nằm đó, bỗng thấy mình xót xa, ta khóc cho người mất hay ta khóc cho ta? Có nhiều mình khóc không phải khóc cho ai đâu, mà khóc cho chính mình. Mà chính khóc cho thân phận của mình, thì mình phải làm gì để mà để hết một đời này chúng ta được trọn vẹn. Có một lần Pháp Hòa đi một đám tang, đẩy cái quan tài vô thiêu, thì tự nhiên Pháp Hòa không biết làm sao, lúc đó nó chấn động một cái tình cảm gì. Pháp Hòa nghĩ ra bốn câu: người đi xong một kiếp, kẻ ở lại bôn ba. Người đi xong hết kiếp rồi, mình ở lại mới bôn ba nè. Người đi xong một kiếp, kẻ ở lại bôn ba. Đi trắng ra về trắng, à có thế thôi mà. Nhưng mà nếu mình thiếu nhận thức, thiếu ý thức, thì mình cứ nghĩ là hình như mình đủ thời giờ để quơ tất cả. Cho nên mình cứ quơ, cứ vơ, cứ vét, cứ tranh, mà rốt cuộc mình được cái gì? Cho nên thí dụ như cái gì mình muốn mà không được thì thôi mình cũng xả. Xả ngay khi mà mình không được, chứ đừng cần phải lưu luyến làm chi. Cho nên cái chữ xả nhà Phật nó hay vậy nè. Là khi nó vừa đến mà nhận thức nó rồi xả liền, chứ đừng đợi để bụng rồi bắt đầu mới xả. Xả kiểu đó cũng được mà phải mất công uống thuốc sổ. Còn xả ngay lúc đầu là khỏi uống nước trái plum, hay là phải uống tới detox. Cho nên cái chữ xả của Đạo Phật là vậy đó. Khi mình nó vừa tới mình thấy cái này không đúng, xả liền tức khắc là khỏi mắc công. Cho nên từ bi hỷ xả, tứ vô lượng tâm. Thì cái sự xả mình phải hiểu cho nó sâu, là ngay khi nó vừa đến mình không nhận nó là xả. Chứ không có nghĩa là đợi ôm vô trong bụng này rồi bắt đầu mới xả. Phải không? Cái đó cũng được, nhưng mà nó cực. Ví dụ như mình thấy người đó không hạp, không thương, thôi cô không ghét. Mà tới hồi mà ghét rồi bắt đầu muốn thương lại hơi khó, hơi cực. Con rất thích tụng chú Lăng Nghiêm, con có thể tụng bất cứ thời gian nào thích hợp cho con, hay chỉ được tụng vào lúc công phu sáng, xin thầy hoan hỷ giải thích giúp con. Thưa đại chúng, đối với những vị nào mà chưa biết Lăng Nghiêm là gì đó, thì Pháp Hòa chỉ xin nói gọn thôi. Lăng Nghiêm là một bộ kinh lớn trong Đạo Phật. Có thể nói bộ kinh này là thuộc về tâm lý học của Phật giáo. Và trong cái bộ kinh này thuyết minh về tâm rất là kỹ. Cho nên ai muốn tu mà rành rỏi, mà tu cho vững chãi, thì hiểu được cái tâm mình thì tu nó vững hơn. Nhưng mà đặc biệt trong bộ kinh này có một đoạn có năm đệ thần chú để giúp cho chúng ta hành trì, để trợ lực cho chúng ta trên đường tu. Cho nên chư tổ ngày xưa đã trích ra năm cái đệ chú Lăng Nghiêm này làm thành một cái nghi thức để chúng ta trì tụng vào buổi sáng. Chớ kinh Lăng Nghiêm không phải chỉ có năm đệ thần chú, mà ngược lại năm đệ thần chú chỉ là một phần rất nhỏ trong toàn bộ kinh Lăng Nghiêm. Và cái chính là chúng ta học kinh để chúng ta hiểu nghĩa rồi chúng ta tu. Còn cái chuyện hành trì bài thần chú thì tùy duyên, ai muốn hành trì thì hành trì. Chứ Lăng Nghiêm không phải chỉ là năm đệ thần chú.
Còn vấn đề tụng kinh không hẳn là Lăng Nghiêm hay bất cứ Di Đà, Phổ Môn gì đó. Mình muốn tụng bất cứ giờ nào, lúc nào đều được hết, chứ không có quy định là kinh đó phải tụng mấy giờ. Nhưng mà bởi vì ngày xưa các tổ phải soạn ra một nghi thức để làm cái thềm thang căn bản cho những ai mới bắt đầu tập tành tụng niệm, thì phải ghi rõ nghi thức gì, nghi thức gì, để cho mình có cái khuôn mẫu mình theo. Bởi vì nghi là nghi thức, tức là hình thức lễ nghi để bày tỏ sự tụng niệm cung kính của mình, chứ không có kinh nào mà định là phải tụng vào đó, phải tụng thời kia. Cho nên quý vị tụng bất cứ lúc nào mà đừng lo Phật ngủ. Có nhiều vị không dám tụng khuya tại vì sợ Phật ngủ. Có nhiều người tối không dám thắp nhang tại sợ Phật ngủ. Thấy không? Chỉ có mình mới ngủ thôi chứ còn mà thí dụ như giờ quý vị thấy á, mình tụng kinh thì bất cứ giờ nào và tùy nghi, thí dụ hoàn cảnh mình ít thì mình tụng ngắn, tụng gọn, miễn mỗi ngày mình có thời hành trì, chứ cũng không nhất thiết là từ 1 tới 10 tụng đủ. Rồi tụng xong rồi mệt mỏi ra nói trời ơi tôi tụng kinh đó tôi mệt ghê vậy đó. Phải không? Thì nó tùy sức khỏe của mình. Hôm nào mình khỏe thì mình tụng trọn, không khỏe thì mình làm gọn. Phải không? Chứ còn không có Phật nào mà ngồi chấm điểm coi mình thi, mình tụng ngắn, tụng dài để phù hộ gì cho mình hết. Hành trì đó là cái thời gian mình. Kính bạch Thầy, cho con xin hỏi, mỗi khi con nghe Phật tử hỏi câu hỏi thì họ kính bạch Thầy. Chữ bạch ở đây là trắng hay nghĩa gì vậy Thầy? Dạ thưa, tại vì thường quý Thầy hơi đen cho nên phải nói bạch. Chữ bạch nghĩa là trình, là thưa. Thay vì mình nói dạ thưa Thầy thì mình dùng cái tiếng Hán là bạch Thầy. Chứ còn nếu mà dạ thưa bạch Thầy thì nó so max extra. Dạ rồi thưa rồi bạch Thầy nữa thì nó dư. Thành thử ra thí dụ mình dùng một chữ thôi, không thích bạch Thầy thì cứ thưa Thầy, không lỗi gì cả. Không có bắt buộc là phải bạch Thầy. Thấy không? Nhiều khi mình bạch Thầy mà lỡ Thầy tên bạch cái Thầy nói thưa Thầy cũng được, bạch Thầy cũng được, không có sao hết. Thí dụ như mình gửi thư tới, mình mời Thầy tới giảng, thì thay vì mình nói dạ chúng con xin mời Thầy giảng, thì mình không nói vậy, mình dùng cái từ cho nó nghe nó Phật học hơn. Dạ xin cung thỉnh. Thỉnh, thỉnh là mời. Phải không? Thỉnh là mời, mà thay vì mà nói tiếng Việt là mời thì giờ mình xài cho người ta biết mình là thứ thiệt. Nho là nho thiệt. Cho nên mình nói dạ thỉnh. Rồi khi mà Thầy tới rồi mình mới treo cái bảng lên là cung nghinh. Nghinh là gì? Là đón. Thỉnh thì mời, mà nghinh thì đón. Mời mà người ta tới thì đón. Rồi thậm chí giờ mình ghi chữ cái câu ở trước và xin kính chào mừng cũng được nữa. Thấy không? Thành thử ra mình muốn xài nào cũng được hết á. Giá như mấy thầy ở Miến Điện, Sri Lanka hay Châu Phi chi chi thì xưng bằng gì hả Thầy? Trời quơ. Chữ bạch lo không rồi mà lo tới mấy ông Miến Điện. Rồi bây giờ Miến Điện sẽ đặt câu hỏi với mấy sư Miến Điện là Vietnamese măng kêu cái gì? Mỗi một quốc gia người ta có cái từ để người ta gọi, người ta gọi các sư của người ta. Ví dụ như người Tích Lan á, gặp các thầy kêu Banh Tê, chứ không phải là Ba Tê nha, Banh Tê. Rồi người Hàn Quốc á, gặp quý thầy kêu là Sư Nim. Sư Nim là Đại Đức, là thầy. Rồi bây giờ tiếng Mỹ không có chữ. Quý vị biết mấy đệ tử Mỹ quảng cáo Pháp Hòa với mấy người mới tới làm sao? Oh, this is our Thai. You can call him like a Thai. Cái Thai là cái cà vạt á. Họ quảng cáo hoài vậy với mấy người Mỹ mới tới á.
Khi Pháp Hòa ra ngồi hướng dẫn rồi, cái họ dẫn mấy anh Mỹ mới tới này: I would like to address you, this is our Thai. So for you to either to call him, you can call him like our Thai. Rồi thì mình ngồi đó mình cũng đai luôn. Hằng năm dựa theo ngày cha mẹ ông bà qua đời mà cúng dỗ, nay con dự định sẽ gom lại mà cúng chung một ngày vào cuối năm. Như vậy người khuất mặt có hưởng được những bữa ăn đó không thưa thầy? Thì nhớ khi mà mình cúng cái dỗ đó, mình phải gửi cái giấy clearance all in once, và đồng thời phải báo cáo là all you can eat. Pháp Hòa thường thưa với đại chúng là cúng dỗ không phải ông bà nào ngồi để chờ cái dỗ mình cúng. Mà nói cúng dỗ là nghe cho mùi mẫn và lâm ly, chứ đa số là cúng món gì mình thích không à. Phải không? Đi chợ là không hề hỏi Phật thích ăn món gì. Khoái hồng giòn là Phật cũng ăn hồng giòn suốt thôi. Khoái cái gì là Phật hưởng cái đấy. Thành thử nói cúng dỗ vậy chứ thật sự là nhìn bàn thờ là toàn là mấy món mình thích. Thưa đại chúng, cúng dỗ là một cái hình thức rất đẹp của dân tộc Việt Nam. Để chúng ta không quên cội nguồn, cho nên cái cúng dỗ là một hình thức cúng cái cội nguồn, để cội nguồn không mất. Nếu chúng ta không cúng thì chúng ta không còn nhớ tổ tiên ông bà mình là ai, và con cháu chắc chắn sẽ không biết ai là ông bà. Bởi vì chính mình còn cắt đứt cái quan hệ đó thì sao thế hệ sau nó biết. Cho nên giữ cái cúng dỗ đó, đừng có nghĩ nó rườm rà, mà ăn thua chúng ta biết cách tổ chức như cái hình thức này. Gom lại một năm cúng một lần, chúng ta gọi là hiệp kỵ. Hiệp là gì? Là hợp lại. Kỵ là dỗ. Nếu chúng ta gọi tiếng Việt là dỗ chung. Còn nói cái từ chúng ta thường dùng là hiệp kỵ, mỗi năm một lần. Rồi mình bảo với con cháu là ngày đó tháng đó các con tập hợp về, vì ngày hôm nay là ngày chúng ta tưởng nhớ ông bà tổ tiên. Phải không? Ancestor Remembrance Day. Tức là ngày tưởng nhớ tổ tiên. Quý vị có thể chọn bất cứ ngày nào, even Thanksgiving. Ngày lễ tạ ơn là ngày hay nhất để có thể chọn, bởi vì ngày đó được nghỉ. Đồng thời nó đúng ý nghĩa là tạ ơn, đúng với nước Mỹ, thì con cháu nó không quên. Rồi sau này có thể nó không còn biết, nó không nhớ gì nữa, nó nhớ cứ mỗi năm đến ngày lễ tạ ơn là các con phải tập hợp về nhà. Trước là tạ ơn tổ tiên ông bà đã cho chúng ta được thân thể hình hài cuộc sống này. Thành thử ra cái cúng dỗ đó rất đẹp và rất hay. Ăn thua mình tổ chức ngày nào, hình thức nào, để chuyên tải được cái nội dung. Luôn luôn chúng ta làm gì cũng hai phần, nội dung và hình thức. Nhiều khi chúng ta hình thức rất nhiều mà quên hẳn cái nội dung. Cho nên làm cái gì phải có hình thức và nội dung được trọn. Thì cúng dỗ là hình thức, nội dung là tưởng nhớ để không quên. Vậy được ha. Con thường hay nói dối với ba má. Thí dụ mua sắm đồ hoặc mua đồ ăn, con đều nói giá thật rẻ. Hoặc nếu có chuyện buồn xảy ra trong gia đình, con đều giấu. Như vậy nói dối với cha mẹ có tội hay không? Cái này nó giống hồi nãy Pháp Hòa thưa cái giới thứ tư vậy đó. Nếu mà chúng ta ý thức chúng ta đang nói gì để đừng làm người khác buồn khổ, thì điều đó không hề phạm, dù rằng mình nói đó điều đó không thật. Ví dụ như là Pháp Hòa thưa đại chúng có một ví dụ thôi. Ở chùa Pháp Hòa có quý sư cô lớn tuổi ngày xưa. Pháp Hòa một mình phải điều hành hết mọi việc trong chùa. Thậm chí những tháng đó có khó khăn gì, Pháp Hòa cũng không bao giờ kể cho các cô lớn tuổi nghe. Bởi vì Pháp Hòa biết rằng mình nói cho các cô nghe, các cô cũng không giúp được gì, mà làm ảnh hưởng đến cái sự tịnh niệm của các cô. Vì các cô lớn tuổi rồi, đi tu với mình là chỉ mong làm sao có được những ngày thanh tịnh đến cuối đời. Và những điều đó mình không nên nói nữa, để các cô yên tâm điều đó. Lúc nãy mình nói dối phải không?
Nhưng mà mình ý thức lý do gì mình không nói. Cho nên ở đây Pháp Hòa cũng trở lại hai chữ ý thức. Vì sao mình không nói? Vì mình muốn, mình biết rằng nói ra điều đó sẽ không lợi cho người này, người kia. Và khi chúng ta giữ trong lòng không có nghĩa là mình ôm ấp khổ đau, mà chúng ta tìm cách chúng ta hóa giải và người kia khỏi cần phải lo. Chứ không phải là mình ôm ấp một mình chịu đựng. Cho nên cái chỗ giới thứ tư nó đặc biệt là chúng ta phải ý thức đừng nói những gì gây đổ vỡ hoặc khổ đau cho người. Chứ không phải là nói dối thì lúc nào cũng phải nói thật. Mà cái điều thật đó không mang lại hạnh phúc cho ai, an lạc cho ai thì chúng ta không nên. Câu hỏi cuối cùng. Phật tử học đạo thì phải hành đạo, nhưng con thấy đa số chúng sanh họ không chịu tu học, làm điều sai rồi làm cho họ khổ. Nếu mình muốn cứu họ phải mất nhiều thời gian, rồi họ đôi khi họ kéo mình xuống, làm phiền mình, làm mất thì giờ tu tập của mình. Nên con không mất thì giờ với họ mà không đi đến kết quả. Như vậy con đúng hay sai? Cái này cũng khó trả lời. Bởi vì mỗi người chúng ta tùy tâm mà phát nguyện. Có những người chỉ nghĩ rằng mình tự đủ lo cho mình thôi, không dám lo cho người khác. Đạo Phật gọi cái này là gì? Tiểu thừa. Còn nếu như mà trong khi mình vừa tu mà vừa giúp người, hoặc thậm chí mình lăn xả mình giúp người, Phật gọi là gì? Đại thừa. Rồi như mình thấy ôi mấy người này mà tu hành gì giúp họ rồi mai mốt họ cũng như thế này thế kia, thôi tu không thèm đâu, cái này cũng là thừa, kêu đổ thừa. Thành thử ra Phật giáo có tiểu thừa, có trung thừa, có đại thừa, và có một cái thừa hơn nữa, đó là Phật thừa. Ngài Thật Hiền có nói trong Phát Tâm, Phát Bồ Đề Tâm Văn: cửa chính yếu để vào đạo thì phát tâm Bồ Đề trước nhất. Nhưng muốn phát tâm, mình phải hiểu rõ 8 thứ phát tâm. Trong đó có tà chánh, chơn ngụy, đại tiểu, thiên viên, 4 cặp, 8 thứ. Nếu mà mình phát tâm chỉ vì lợi dưỡng cho mình vào đạo bằng cái tâm gọi là lợi dưỡng mà không hề móng một chút tu hành, cái này là phát tâm tà, không phải phát tâm chánh. Cũng không phải rồi mình lệch lạc, mình đi theo sai quấy thì cái đó gọi là phát tâm ngụy, không phải là phát tâm chơn. Tà chánh chơn ngụy, thấy chúng sanh khó khăn chúng ta không lăn xả, chỉ muốn hưởng phần của mình, cái đó gọi là phát tâm tiểu. Phật đạo xa cao vẫn phát nguyện tới, chúng sanh khó độ vẫn cố gắng độ, khổ nhọc không màng, danh lợi không ham, phát tâm như vậy gọi là phát tâm đại. Chỉ biết thương người của mình, không thích độ những người khác, họ không phải là dân tộc của mình, phát tâm như vậy gọi là thiên. Thiên là lệch bên. Không phân biệt mà độ họ tấn cung, cái đó gọi là phát tâm viên. Thế thì sự phát tâm có 8, lấy 4, bỏ 4. Bỏ tà, bỏ ngụy. Bỏ gì? Bỏ thiên và bỏ tiểu. Lấy chánh, lấy chơn, lấy viên, lấy đại. Thật ra mình có quyền từ chối không độ, không có tội, không có lỗi gì cả đâu. Nhưng mà thí dụ trường hợp như vậy thì tự biết à, mình đang ở cái mức độ của cái này, chứ không có lỗi gì hết. Ví dụ như bây giờ xe Pháp Hòa chở được maximum là 5 người, vì xe 4 chỗ mà nhét nữa thì được người thôi. Thì không lẽ bây giờ Pháp Hòa từ chối người thứ 6, thứ 7 là mang tội sao? Bởi vì xe Pháp Hòa tôi chỉ có thể chở được cao tay là 5 người. Nhưng mà phải nhận, à đây là xe nhỏ, chứ không có gì hết. Cho nên ở đây,
nói ra điều này cũng không có phải là mình lỗi gì cả, nhưng mà nhận. Còn ví dụ bây giờ mình thấy rằng nếu như các bậc Bồ Tát đều khởi cái tâm giống mình thì chắc có lẽ cõi đời này không được bao nhiêu người được độ. Thôi bây giờ mình quán chúng sanh như những người con của mình, bởi vì con của mình nó hư cỡ nào mình cũng không bao giờ bỏ nó, vì thủy chung nó là con của mình. Bồ Tát thấy chúng sanh như con của các Bồ Tát. Cho nên trong kinh nói Đức Phật thương chúng sanh như thương La Hầu La, vì La Hầu La là con của Thái tử. Nhưng mà nói như vậy thôi để mà nói lên cái hình ảnh là Phật thương chúng sanh như thương con, chứ còn không phải là tại La Hầu La là con Phật, Phật mới thương, để lấy cái biểu tượng. Chứ còn nếu mình nói vậy mà có thể nói về Phật ích kỷ nè, chỉ thương La Hầu La mà không thương người khác. Ở đây nói cái ý là thương chúng sanh như thương con. Xin hỏi thầy có giải thích là cái ví dụ như ví dụ cái thời gian buổi chiều là thời gian thầy nghỉ hay thầy đi đọc kinh hay đọc sách, thì cái người những người đó họ tới họ cứ ngồi lê la, họ kể chuyện này chuyện kia rồi họ than trách này kia nọ, thì cái thời gian mà thầy phải giữ sức khỏe cho thầy, thầy phải tu tập cho thầy, thầy ngồi thầy nghe họ nói mà họ mình biết là họ sẽ không thay đổi, mình khuyên răn họ, mình hướng dẫn họ, họ cũng không thay đổi, như vậy con nghĩ cái đó không phải là duy mà từ bi. Cái đó mà Phật dạy là khi học Phật phải duy trí, mà mình vì người ta mình mất cái thời gian, mình nhiều khi mình không được ăn được, không ngủ được, mình bệnh rồi, cái sự nghiệp của mình thì làm sao rồi. Thì yeah, thôi thì tại mình cũng hết giờ. Pháp Hòa cũng muốn giải quyết cái câu này cho xong. Thì theo lời của cô nói rằng nếu một người đó họ cứ tới làm phiền mình mà mình biết họ không thay đổi, rồi mình cứ mất thời gian với họ thì mình cũng mất sức khỏe, mất thời gian của mình. Làm như vậy thì không phải là trí. Thật sự ra dĩ nhiên là đúng, nhưng mà không phải làm như vậy thì gọi là trí. Bởi vì trí thì nó có bi. Mà đã là trí á, thì mình sẽ hiểu rằng nếu lúc đó mình thật sự mình không khỏe và mình biết người này hiện tại bây giờ đang overdose cái thuốc rồi, mình có thể tìm cách trì hoãn họ ở một dịp khác, chứ không thể nói thôi chị đi về đi, tôi không có muốn gặp chị nữa, tôi không muốn nói chuyện với chị nữa. Mình có không ông bác sĩ nào nói you go home đi tôi give up on you rồi. Ông bác sĩ ổng cũng sẽ nói rằng thôi hôm nay nhiêu được rồi, chị về đi rồi bữa khác chị trở lên, chị uống hết thuốc này đi, rồi tôi lên tôi khám lại, rồi coi coi làm sao tôi thêm thuốc, tôi giảm thuốc. Bác sĩ là có quyền nói như vậy với bệnh nhân để cho bệnh nhân yên lòng ra về, mặc dù bác sĩ vẫn biết trong bụng tomorrow the same. Nhưng mà trí thì không thể từ bỏ người ta, mà trí thì phải biết vận dụng làm như thế nào để người ta vẫn go home mà mình không mất lòng bi của mình. Như vậy gọi là trí bi viên mãn. Thôi mình hết ha. Kính bạch Hòa Thượng, con rất biết ơn Ngài. Ngài đã ngồi đây với chúng con suốt thời gian dài như vậy. Con kính mong Tam Bảo gia hộ cho Hòa Thượng sức khỏe được an khang, Hòa Thượng trường thọ với chúng con. Và hôm nay công đức chúng ta có được xin dâng lên Tam Bảo, và đặc biệt là các vị Phật tử ở địa phương đây đã dành rất nhiều thời gian để tổ chức cái buổi pháp hội này. Và chúng con cũng xin dâng công đức này lên Tam Bảo chứng minh và gia hộ cho tất cả quý Phật tử trong ban tổ chức xa gần ở các tiểu bang đều về đây để hỗ trợ cho buổi tối này. Và xin cảm ơn tất cả quý vị đã dành nhiều thời gian quý báu cho cái buổi tối này. Trong thời gian con chia sẻ, nếu có điều gì sơ sót, mong đại chúng hoan hỷ cho. Nam Mô A Di Đà Phật. Bây giờ chúng ta hồi hướng. Xin quý vị cùng chắp tay để hồi hướng công đức. Và xin đứng đây tại chỗ hay là ngồi tại chỗ để chúng ta hồi hướng công đức lành này. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả